Alo. Tôi sợ quên cho nên chuyện đầu tiên là chúng tôi phải trích cái câu chú giải để trước ha, sợ quên, sợ lát quên cái câu Pali đó đó, cái câu Pali đó, cái câu Pali đó có nghĩa là tất cả Bồ Tát sau khi ra khỏi cái tứ thiền hơi thở quán chiếu lý diền khởi từ hai chiều xuôi ngược rồi mới thành Phật. Bà hôm tôi nói đó, tôi nói tôi để chú tìm cái câu đó, nó bên này có rồi. Cái này đó là trong trong chú giải kinh Sikhi Sutta, cũng trong phẩm nhân duyên này đã nhớ nha, Sikhi Sutta cũng trong phẩm nhân duyên này. Tên trong phẩm nhân này mình thấy có cái kinh kinh Sikhi đó. Sikhi là tên một vị Phật quá khứ, một trong bảy vị mà gần nhất, có nghĩa là trước bảy vị này cũng có vô số Phật khác và sau này cũng có vô số Phật khác. Ở đây thì Đức Phật chỉ nói bảy vị gần nhất thôi, thì đều giống nhau như vậy đó, đều giống như vậy, tất cả chư Phật đều giống như vậy hết. Đây có cái câu Pali rõ ràng như vậy đó, tức là tất cả Bồ Tát sau khi ra khỏi tứ thiền hơi thở thì quán chiếu lý diền khởi từ hai chiều xuôi ngược rồi mới thành Phật. Mà nếu mà quý vị siêng học nghe thấy mình còn trẻ còn khỏe còn nhớ được thì mấy câu này nó học thuộc lòng, đặc biệt là đặc biệt ấy, là cái kinh gọi là cách cha mới góp tác, cũng trong phẩm này, cũng trong phẩm này rất đáng thuộc lòng và tụng đọc mỗi đêm thay vì chỉ tụng các kinh tán thán tam bảo cầu nguyện chư thiên hộ trì như xưa nay vẫn làm. Thầy đúng ra này tôi nói miệng được rồi tôi cũng đánh, nhưng mà tại vì tôi không thể nào cũng đánh cái chữ này được, phải đánh chữ này. Kinh này rất là đáng một lòng và tụng đọc mỗi đêm, bởi vì cái kinh này nội dung nó quý vị thấy rồi, Đức Phật này nói gồm tất cả là ta bà thế giới vũ trụ ha, và gồm tất cả pháp môn tu hành ha, tất cả những nhận thức cần tránh và cần có ha, gồm hết đi trong một bài kinh mà chưa tới một gang tay của mình nữa, chưa tới một gang tay của mình nữa. Thế đó này xác định rằng toàn bộ cái vũ trụ thế giới này, tất cả chúng sinh trong đời này không phân biệt biên giới ha, không phân biệt cảnh giới ha, thì đều lọt vào trong hai cái quan điểm, một là chấp có, hai là chấp không. Rồi ngài nói là nếu mà thấy được cái duyên khởi đó của các pháp hữu vi đó, mình không thể nào mình cho rằng mọi thứ không có. Mà nếu mình nói rằng mình thấy được, nếu mình thấy được mọi thứ có rồi mà phải mất thì mình cũng không thể nào mình nói rằng mọi thứ nó là trường cửu. Rồi ngài là cái quan điểm có là phải hiểu có là có một trong sự vô thường, mà không đó là không, đây là không theo cái khía cạnh là mọi thứ tùy duyên mà có, thì từ đó mới gọi là không, là toàn đồ rác không thôi, chứ không phải là nào. Thí dụ như mình nói là chiếc xe đó, muốn nói có cũng được, muốn nói không cũng được, nhưng mà nó tuyệt đối có không được, nó tuyệt đối không cũng không được. Có nghĩa là sao? Nếu mà nó tuyệt đối có thì không có, không có đúng, là bởi vì quả thật không có cái gì trên đời này gọi là chiếc xe hết, không có cái gì trên đời này gọi là cái chiếc xe bay gọi là xe hết, bởi vì được gọi là chiếc xe là bởi vì do nhiều món ráp lại, chứ không có một cái gì đó mà bản thân nó là chiếc xe thì không có, không có, mà toàn đồ ráp thôi. Mà nếu mà nó làm không thì cũng không được, bởi vì tuy nó là ráp nhưng mà khi ráp rồi nó cũng là cái gì đó chứ. Chứ thử bây giờ mình nói không có chiếc xe, mình dám băng qua lộ mà nhắm mắt hay không? Không, không thể nào dám băng qua lộ mà nhắm mắt, cái chuyện không có. Nhưng mà mình cứ khư mà mình cho rằng trong vũ trụ này nó có một cái món gì đó
một mình nó thôi mà có thể gọi là xe thì cũng là sai nha ha. Và ở đây Ngài xác định là trí tuệ giải thoát ở đây là phải ở tự mình thể nghiệm thân chính, không có vay mượn từ người khác. Cái bài kinh Cách Cha Nó Có Ta này, nó bài kinh đó đó là có lẽ nó là tinh hoa của toàn bộ Phật pháp, và coi như là xứng đáng để học thuộc lòng và tụng đọc mỗi đêm. Thay vì chỉ biết là từ tán thán tam bảo rồi thì cầu nguyện chư thiên hộ trì, như bây giờ mình lật mấy cái cuốn tinh tụng của Việt Nam, hay là mình lật mấy cuốn Nhật Hành Cư Sĩ đúng không, thì là toàn là cái nội dung đó. Ở đây tôi không phải là tôi chê, nhưng mà tôi nghĩ rằng ngày xưa các vị tôn đức khai sơn, các vị nhắm vào cái quần chúng đám đông, chứ nếu mà các vị mà Phật tử Việt Nam rung rung này hết, mà các vị có cầm trong tay cái bộ gọi là bộ đó, một bộ hai cuốn kinh tụng của Thái Lan đấy, một cuốn là dành cho tỳ kheo, một cuốn dành cho sa di nhé, thì mình cầm một bộ hai cuốn đó đó mình hết hồn là cái kinh tụng của người ta đó nhé, là tam tạng tóm tắt à, chứ không phải như mình, cái kinh của mình đó là toàn là cứ cầu an cầu siêu, cầu cho các vị Phật tử là nào là được là sống lâu sạch đẹp, rồi tấn tài tấn lợi, rồi thạnh lợi phong lưu sang cả, rồi đủ thứ nhé. Thì cái đó nếu mà một người biết để mới sơ cơ mà coi như mới vào cửa đạo đó ha, mà gặp cái quyển kinh đó là họ sẽ họ bỏ mình, họ đi là chạy mất dép luôn, đi thấy cái thảo, thấy cái nội dung kinh điển như vậy thì có cái gì đâu mà phải đi tụng đọc mỗi ngày ha. Cho nên nó là cái lỗi của mình, tại sao mình không có hoằng pháp hiệu quả, là tại vì phải nói là mình quá sơ ý trong chuyện đó. Tôi biết tôi nói là đụng chạm rất là nhiều người, nhưng mà không thể không nói. Sẵn đây tôi cũng nói chuyện lạc đề trước khi tôi đi vào nội dung của Lý Duyên Khởi. Tức là mãi đến chiều hôm qua thì chúng tôi mới nhận được cái bộ sách mà mới vừa in xong. Yeah. Tức là cái quyển Chuyện Phím Thầy Tu với là cái quyển Triết Học A Tỳ Đàm, có một điều đáng buồn, đáng buồn cũng đáng vui. Vui tức là trong đó cái quyển Triết Học A Tỳ Đàm thì được cái Nguyễn Quốc Bình ấy chăm sóc bản thảo rất kỹ, rất kỹ. Tức là những ghi chú trong đó bằng tiếng Hán, chúng tôi chỉ để Hán Việt phiên âm thôi. Thì Nguyễn Quốc Bình đã tìm cách scan toàn bộ cái phần chữ Hán nguyên văn vào trong đó, chữ Tây Tạng, chữ Sanskrit, tiếng Đức rất là tốt, cả tiếng Pháp nữa rất là tốt. Trong nguyên tác thì có, nhưng mà chúng tôi không biết cách nào để mà bỏ vô trong cái bản thảo dịch ấy. Nhưng mà cái đáng buồn ở đây nó là cái quyển Chuyện Phím nó bị trong nước cắt à, cắt thì cái việc tưởng tượng mình xâm ra con rồi nó có hai tay hai chân nhé, rồi bàn tay nó có năm ngón, bàn chân năm ngón nè, rồi có mắt cá, có đầu gối, có ống quyển, có bánh chè, tự nhiên người ta xẻ một miếng con nó cây à, thì sẵn nói bà con biết giùm, con ghi nhận giùm những chỗ cho nó đọc thấy kỳ kỳ. Nếu nó có cái bản in bản gốc thì in nguyên vẹn, nhưng trong bản in chính thức thì bị xén. Ok, cái bản lạc đề là tới đó là hết rồi đó. Bây giờ chúng tôi trở lại kinh. Chúng tôi có nói rằng đó là sau khi giảng kỹ cái bài kinh đầu tiên thì toàn bộ các bài sau không giảng nữa, bởi vì mấy bài sau cứ theo bài một mà hiểu. Thì là chúng tôi đêm trước thì chúng tôi nói dở dàng vấn đề đó là trong toàn bộ đời sống của mình chỉ gồm có hai phần, nhân và quả. Trong bộ đời sống chúng sinh chỉ có hai phần, nhân và quả. Quả ở đây đó tức là chỉ cho sáu căn của mình gọi là quả, tức là do đời trước mình có sáu ái cho nên đời này mình có sáu căn. Sáu ái là gì? Sáu ái tức là mình thích ở trong cái gì mình thấy, thích trong cái mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng và suy tư. Tức là cái giác quan thứ sáu là biết cảnh pháp. Cảnh pháp tức là những cái đề tài suy tư mà nó thuộc về tâm lý, thuộc về tinh thần. Mà nếu một người mà coi như là cảnh pháp trong sáu trần đối với người chỉ biết hưởng dục thì chính là năm cảnh dục
trong lúc hồi tưởng hay mong đợi. Biết nào biết nói thì các vị có hiểu không nha? Cứ như cái cảnh sắc là cái gì mình thấy, cảnh thanh thì là cái gì mình nghe, cảnh khí là cái gì mình ngửi bằng mũi, cảnh vị là cái gì mình biết bằng lưỡi, cảnh xúc là cái gì mình biết bằng xúc giác. Còn cái cảnh pháp á, đối với người mà có tu thiền á, có hành thiền, thiền chỉ, thiền quán á, thì cảnh pháp á, nó vượt khỏi năm dục. Rồi đối với cái người mà chỉ biết hưởng dục á, thì tới cái cảnh thứ sáu đó cũng vẫn tiếp tục là năm dục, nhưng mà trong cái hình thức là hồi tưởng hay là mong đợi đó. Còn cái người mà có tu thiền chỉ, thiền quán á, thì cái cảnh thứ sáu của họ đó nó chính là cái cảnh tốt. Ví dụ như bây giờ tôi gửi trải tâm từ, hay là tôi niệm Phật, tôi tu hơi thở, hay là tôi quán tam tướng vô thường khổ trong danh sắc, trong năm quẩn, trong thân tâm. Còn đối với người mà không có biết Phật pháp gì hết thì cái cảnh thứ sáu của họ nó từ cái tức là cảnh pháp ấy, thì nó vẫn là năm cảnh dục, nhưng mà trong lúc hồi tưởng hay là mong đợi. Ví dụ như bây giờ lúc mà thì nói là tôi sống bằng sáu căn, nhưng thật ra đó tôi nói cho nghe, có lúc thì hễ mà con mắt của tôi nó thấy cảnh sắc, có lúc tôi hiện tai tôi nó nghe, lúc là mũi tôi ngửi mùi, lúc lưỡi nếm vị, lúc thân tôi xúc chạm, vân vân. Nhưng mà tới cái lúc mà năm giác quan vật chất mà nó không làm việc ấy, thì cái tâm thức của tôi nó chỉ bị cảnh thứ sáu thôi, đó là cũng năm cảnh dục đó, nhưng mà từ xa. Thì tôi nhớ là hôm qua tôi ăn cái gì, tôi nhớ là một cái chuyện buồn trong quá khứ, hoặc là tôi nghĩ đến những cái sắp xếp, những cái trù hoạch, những cái toan tính trong tương lai, nhưng mà cũng liên hệ năm cảnh dục. Nghe ra đó, chỉ riêng những người có tu học đó, thì cái cảnh thứ sáu này nó mới thoát khỏi năm dục. Còn người không có tu học đó, thì nó cứ quẩn quanh trong năm dục, tức là có lúc năm dục có được biết trực tiếp qua năm cái sắc thần kinh sinh học. Còn có lúc thì năm dục, năm cảnh dục đó nó được biết của đến qua cái thức thứ sáu, tức là giác quan thứ sáu. Như vậy thôi. Thì như vậy đó, thì sáu căn nó chính là đặc biệt là năm căn thì chính xác hơn. Năm căn nó chính là tâm quả có được từ đời quá khứ, do cái đời quá khứ nó có, mình có sáu á nên đời này mình mới có năm căn. Rồi tiếp theo là ngay trong đời sống này, khi con mắt tôi nhìn thấy cái gì đó thì cái thấy đó là tâm quả. Còn sau cái thấy đó mà tôi thích hay là tôi ghét, tôi bực mình, tôi bất mãn, thì cái đó là nhân. Nhớ nha, bản thân cái biết của các giác quan là quả, còn tâm trạng thích thương ghét sợ là nhân. Khi biết cảnh bằng tâm thiện thì ta đang gieo nhân lành cho quả vui tương lai. Biết bằng tâm xấu thì gieo nhân khổ. Mà nhân nào á cũng là nhân sinh tử, nhưng nhân thiện nên gieo, vì nhờ vậy đường sinh tử dễ chịu hơn, và cuối cùng cũng nhờ nhân thiện nghĩa mà thành thánh và và
thoát. Nếu chỉ biết đã làm thiện mà không cầu giải thoát thì tiếp tục sinh tử như vô số kiếp xưa giờ. Đó, nó chỉ vậy thôi, nhớ vậy đó. Nhân nào á cũng là nhân sinh tử. Có một điều, cái nhân thiện nó có hai cái lợi. Một là mình thiện nhiều thì sinh tử dễ chịu hơn. Này, bây giờ tưởng tượng đi, chẳng hạn như hôm nay chỗ tôi đang ngồi nè, bên ngoài nó lạnh coi như là không thể chịu nổi. Nhưng mà mình nhà mình ngồi trong nhà, cái mình có sưởi ha, là chỗ ngồi cũng tương đối là dễ chịu ha. Rồi mình lát mình giảng xong mình có một cái buổi điểm tâm nhẹ nhàng thôi nhưng mà dễ nuốt. Còn bây giờ mình tưởng tượng trong một cái cảnh lạnh lẽo này mà không có sưởi, không có chỗ ngồi đàng hoàng, không có cái điều kiện như wifi để làm việc cho bà con ha, tức là không có điều kiện để gieo cái nhân lành ha, thuyết pháp ha. Rồi lát nữa bữa nay đói với ăn cái gì à, thì cái việc tưởng tượng mình sanh tử thì cũng khổ lắm. Ở đây vào những ngày mùa đông mà tuyết rơi đó ha, tôi nhìn tôi thấy mấy cái con mèo hoang mấy hàng xóm mà nó ngồi trước nhà tôi, nó ngồi nó chờ đó, chờ mình có gì cho nó, tôi thấy sợ. Tôi nói trời đất ơi, bây giờ nếu mà mình chết rồi mình chung với nó mà làm con của nó là sao trời hả, coi như nó là chỉ có chết thôi. Cho nên là cứ phải gieo nhân lành để đời sau cũng sanh tử thôi, nhưng mà trước khi mình thành thánh thì đời sống nó dễ chịu hơn. Rồi cuối cùng nếu mà làm thiện mà có cái lòng cầu giải thoát á, thì cuối cùng thì nó đưa mình tới cái thánh trí giải thoát. Còn không ha, là coi như là một là không biết làm thiện thì khổ thiên thu, còn nếu làm thiện mà không có cầu giải thoát thì hưởng hết cái số đó rồi, đó là tiếp tục chung xuống làm trùng làm dế làm dòi làm sâu đó, thì cũng là mịt mù. Mà cái khổ nhất ở chỗ là khổ mà không biết mình khổ đó, cái nó mới mệt. Tôi nói hoài, tôi nhìn thấy cái đời người ta khổ tôi ngán chùm, thấy người ta làm dâu tôi sợ lắm. Rồi những cái kiếp mà làm gái phong trần ha, bị người ta giày xéo ha, hoặc là cái kiếp mà giàu cho làm đàn ông mà không biết Phật pháp, rồi cứ một đời chỉ biết cúi đầu cung phụng với thê thiếp vợ con, mất đi cái chí nam nhi trượng phu, rồi cũng là cái bi kịch nhân sinh ha. Cho nên là luân hồi là phải khổ thôi, luân hồi là phải khổ thôi. Và cứ nhớ về một chuyện đó, cái bạn lành nó khó kiếm lắm. Tại sao? Bởi vì theo cái sức hút, theo cái lực đẩy tự nhiên của cái dòng sinh tử, làm ác nó dễ hơn. Cái đó là cái sức hút tự nhiên của dòng sinh tử, làm ác nó dễ hơn, sống bất thiện nó dễ hơn. Mà chính vì vậy cho nên cái người lành nó khó kiếm hơn người ác. Cho nên cái bản thân mình ấy thì khó có cái cơ hội mình nghĩ đến chuyện làm thiện, mà cái người bên cạnh mình ấy họ cũng mình cũng khó tìm được người lành. Mà như vậy thì cái cơ hội làm ác rất lớn, rất và rất lớn. Mà nếu là cơ hội làm ác lớn thì có nghĩa là cơ hội sao đọa nó cũng nhiều. Cho nên nhiều người thấy là sao mà đời sống này được gọi là biển khổ, là bởi vì cái chuyện đơn giản thôi. Tại sao đời là biển khổ? Là vì việc ác dễ hơn việc thiện, dễ làm hơn. Tùng thiện thì như đăng, mà tùng ác như băng. Làm thiện ấy thì khó như leo cao, mà làm ác thì dễ như xuống thấp. Còn nếu mà nói như mình ngôn ngữ bây giờ đó, làm thiện nó khó như leo núi, mà làm ác thì nó dễ như trượt tuyết vậy đó. Có nghĩa là trượt tuyết lúc nào là mình sơ ý một cái là mình đi một cái reo, bể đầu gãy xương. Trượt tuyết nó rất là dễ, nó trơn, rất là dễ. Còn cái mà leo núi thì dầu ở trong cái thời tiết nóng hay lạnh, hay leo núi là mình chỉ nghe chữ leo núi thôi là mình đã lạnh đi sống rồi. Chỉ nghe thôi đó, chỉ nghe thôi, gọi là chỉ nhìn ra trong mấy cái video rồi mình đã thấy mỏi chân rồi, thấy đau lưng rồi ha. Còn trực tuyết là mình thấy đã lắm, đây đi xuống mà. Cho nên là tùng thiện là như đăng, mà tùng ác là như băng. Làm thiện nó khó như là leo cao, làm ác nó dễ như xuống thấp.
cứ nhớ vậy nè. Cho nên mình nhớ là trong cái đời sống sinh hoạt thường ngày của mình ấy thì chỉ có hai cái thôi, chỉ có nhân với quả thôi. Đó, quả là gì? Quả tức là năm căn. Còn nhân là gì? Nhân tức là cái thiện hay cái ác đằng sau cái năm căn đó. Thấy đó là quả, nghe đó là quả, ngửi nếm đụng nó là quả. Còn cái nhân này tức là sau cái thấy nghe ngửi đó đó, mình có tâm thiện hay tâm ác. Đó là hai cái. Cái thứ ba, nhân nào đi nữa thiện nó đưa mình lên cõi vui rồi cuối cùng cũng trở lại cái bản tính ác của mình. Còn nhân ác thì khỏi nói rồi, làm ác thì bị khổ. Như vậy thì suốt đời sống sinh tử mình vô số kiếp nó cứ nhân quả thiện ác buồn vui, thiện ác buồn vui, cứ thiện ác rồi cái buồn vui thiện ác, cứ thiện thì nó vui mà ác thì buồn, mà cứ bốn cái này nó cứ trộn vòng nó làm nên cái gọi là duyên khởi. Mà cứ nhắc đi nhắc lại hoài để bà con thấy rằng trong một phút của mình sống ấy, là nó là một cái sự kết nối liên tục chằng chịt của nhân và quả. Cứ nhớ như vậy. Và từ đâu mà có cái chuyện thích làm ác, từ đâu mà có chuyện thích làm thiện, là bởi vì không có biết bốn đế. Tôi nhớ đầu cái khóa học tôi đã nói rồi, tôi nói đây là công thức nghe, nhớ nghe, có công thức này dễ. Không biết bốn cái sự thật. Thứ nhất là không biết về tập đế, là mọi hiện ngữ là khổ. Thứ hai đó, không biết mọi cái niềm đam mê vui thích là nguồn khổ. Thứ ba là không biết rằng cái sự chấm dứt khổ và tập đó, khổ tập là hai cái nãy mới nói đó, không biết rằng hai cái sự chấm dứt hai cái đó là niết bàn. Thì không biết cái đó là vô minh trong việc đế, mà không biết rằng cái lý tưởng và cái đạo là con đường thoát khổ, thì đó gọi là vô minh trong đạo đế. Thì chính từ cái không biết bốn cái này nè, nó mới dẫn đến chuyện là mình làm thiện làm ác. Mà từ cái chuyện đó làm thiện làm ác nó mới dẫn đến chuyện mình đi cõi này cõi kia. Hôm qua tôi có nói cái sáu căn, sáu xúc, sáu thọ, cái con số sáu rất quan trọng. Số sáu này rất là quan trọng. Và trình độ càng thấp thì cái việc mà tiếp nhận thế giới chung quanh phải cần đến nhiều giác quan. Đó, đây là cái câu thần chú nữa nhé. Cái trình độ càng thấp thì việc tiếp nhận thế giới chung quanh cần đến nhiều giác quan. Thí dụ như là ở cõi dục ấy, thì chúng sinh là thích nhìn, rồi thích nghe. Tức là đời sống của mình là sự đời sống ở cõi dục là quá trình làm việc của sáu căn ở cõi phạm thiên thấp nhất. Chỉ có ba căn ở các cõi cao. Như vô tưởng á, không có căn nào ở cõi vô sắc, chỉ có ý căn. Rồi sao nữa? Người tu thiền, thiền chỉ Samatha tạm đóng các căn để tập trung trong đề mục trao dồi định tâm. Người tu thiền quán
thiền quán phải thêm chữ bi nữa, vipassana. Thì hạn chế tối đa việc sử dụng các căn, luôn biết rõ chúng đang ra sao, không cố ý dùng chúng để truy tìm ngoại cảnh. Đó, bà con thấy chưa? Tức là tôi viết một loạt, tôi viết một loạt cho bà con thấy. Tức là cái đời sống mà nó càng thô, càng thấp ấy, thì nó mới nhờ cậy, chìm sâu ở trong cái sinh hoạt của sáu căn. Chứ còn mình thấy ở cõi dục ấy, thì mới có làm việc sáu căn, chứ ở phạm thiên thấp nhất ấy, thì chỉ có ba căn thôi. Tức có là nghe là nhãn, nhĩ và ý căn. Còn các cái cõi cao như là vô tưởng thì không có căn nào, thì không có tâm. Còn cõi vô sắc ấy, thì chỉ có ý căn. Rồi xong chưa hết. Ở cõi người mình ấy, cái người tu thiền giấy ấy, thì tạm đóng các căn để tập trung trong địa mục trao đổi định tâm. Còn cái người tu thiền quán, ý căn là cái tâm mình ấy, ý căn là cái tâm, ý căn là tâm, là thức, ý căn là tâm ấy. Tức là cái mà biết cái cảnh, biết cái giác quan thứ sáu, biết được cái cảnh pháp thì gọi là ý căn trong trường hợp này, hiểu không? Bây giờ tôi nhắc lại, trên đời này chỉ có sáu cảnh. Chết rồi, trên đời chỉ có sáu cảnh. Dạy kiểu này là giống như dạy mẫu giáo rồi. Tức sáu đối tượng để biết. Có hiểu không? Chết cha này. Tôi tính dạy qua tới tú tài, bây giờ trở lại chủ trương là cái nền Việt Nam mà nó kêu là chết cha rồi đó. Chỉ có sáu căn. Thì cái nào, cái mà mình biết, con trên đời này có cái mình biết bằng mắt, có cái mình phải biết bằng tất cả những hình ảnh, hình dáng, màu sắc. Tất cả những hình ảnh, hình dáng, màu sắc á, thì phải biết bằng mắt. Tất cả những âm thanh, tiếng động á, thì phải biết bằng tai, tức là thính giác. Tất cả những mùi dễ ngửi hay là khó ngửi ha, thì đó gọi là cảnh khí. Tất cả những gì mà mình có thể nếm bằng lưỡi đó thì gọi là cảnh vị. Tất cả những gì mình có thể biết bằng cách là sờ chạm, rờ đụng thì cái đó được gọi là cảnh xúc. Ngoài năm cái này ra, ngoài năm thứ này ra, ta chỉ có thể nhận biết bằng mind. Thì cái đó gọi là tâm. Chứ các vị nghe cho em bây giờ toàn bộ thế giới này, tôi dám bảo đảm 1000%, 1000% phải viết, phải viết 1000%, chứ không thể nào mà không viết được nhé. 1000%, 1000% là chỉ có 6 cái này thôi. Các vị tìm giùm tôi thấy ngôi sao mình sờ không được, nhưng mà mình có thể biết nó bằng hai cách. Một là biết bằng mắt, hai là biết nó bằng tâm. Ngôi sao á, mấy cái star trên trời á, rồi sông hồ biển cả đại dương, mình biết nó được bằng bao nhiêu cách. Chỉ tiếc mình xa nhau quá, chứ nó ở gần trước mặt. Trong lớp học đó tôi sẽ có tấm bảng tôi hỏi các vị. Thí dụ hỏi như đại dương, đại dương ấy, đại dương mình có thể biết nó được bằng bao nhiêu cách. Nếu mà mình đang đứng bên bờ biển ấy, thì mình có thể thấy nó, có thể nghe nó, có thể ngửi mùi của nó, có thể nếm cái vị của nó, có thể sờ chạm vào nó, có thể suy tưởng về nó. Thì như vậy mình có thể biết được biển qua sáu cách. Như vậy giờ tôi đang ở một cái xứ sở Mông Cổ, Tây Tạng, Thụy Sĩ. Mấy xứ này nó không có biển, nó nằm sâu trong đất liền,
bốn phía biên giới nó đều là đất liền. Thì lúc bây giờ tôi chỉ biết đến biển bằng bằng cái gì, bằng cái hai cách thôi. Một là tôi suy tưởng về nó, tôi nhớ là một cái chuyến đi nào đó của tôi nhé. Hai là tôi thấy nó thấy nó bằng mắt mà một cách gián tiếp, thấy qua mấy cái clip video internet, hình ảnh chụp trên sách báo nhé. Thì như vậy các vị thấy đó là toàn bộ thế giới này, từ những ngôi sao gọi là biển biệt ngút ngàn ở trên không trung không gian, đến một chiếc lá, một sợi tóc, một cọng cỏ, một mảnh rêu rong, côn trùng, con dế, con ong cái kiến hả, con voi, con người, thủ tướng, tổng thống, ăn mày, gái điếm, du đảng, thầy tu, linh mục, giáo hoàng, tất cả những cái mọi thứ trên đời này thì mình chỉ có thể biết nó bằng sáu cách này thôi, không có cách thứ bảy. Rồi về sau các nhà A Tỳ Đàm họ mới thêm A Tỳ Đàm mà mình bắt truyền ấy, họ mới thêm hai cái nữa, nhưng mà hai cái đó nó được theo Đông Đạo Phật Giáo Quân Sĩ thì nó được đẻ ra từ cái thứ sáu, tức là tất cả những gì mà mình không thể biết được bằng năm giác quan đầu tiên, tất cả những gì không thể biết bằng năm giác quan vật chất thì gọi là cảnh pháp, chỉ có thể biết được bằng ý căn tâm thức thứ sáu. Tâm tức là thức thứ sáu đó. Đó. Thì không có một cái gì trên đời này mà nó nằm ngoài ra cái này, không có, cái đó là không có, tôi bảo đảm 1000% là không có. Vì có bị tìm được cái gì mà không thể biết được bằng sáu cái này, tức là có những cái mình phải biết bằng cái này và bằng cái kia, bằng cái mình phải biết bằng mắt mình. Rồi tôi trở lại cái bài học của mình, đó là cái trình độ càng thấp thì người ta bắt buộc phải sống bằng nhiều giác quan, nhưng mà càng lên cao á thì người ta không cần nữa. Vì sao? Rất đơn giản, rất đơn giản. Thế giới này là sự vô ích, sự hiện hữu nào cũng là vô ích. Biết cái vô ích cũng chỉ là sự vô ích. Sự hiện hữu nào có lợi ích, cho nên biết cái vô ích cũng chỉ là sự vô ích. À, ví dụ như bây giờ các vị tưởng tượng bây giờ tôi bỏ các vị vô trong một cái nhà kho toàn là đồ rẻ không à, rồi giải rách không à, thì các vị biết rõ à, cái miếng giải rách này nè là lấy ra là từ cái áo vest, cái miếng giải rách này là lấy từ cái quần rách, cái miếng giải rách này là lấy ra là từ cái áo ngoài, áo trong, áo trên rồi áo trong rồi áo ngoài, biết cái này là đồ đắt tiền, biết cái này là đồ rẻ tiền, biết cái này là của Ý nè, biết cái này là của Pháp nè, biết cái miếng giải dụng này là của Trung Quốc, của Việt Nam nè, biết cái này bằng lụa nè, bằng cô tông nè, cái này bằng polyester nè, cái này bằng ni phân, bằng KT, hay là cái này bằng siêu, bằng linen, hay là bằng viscose, bằng len, biết cho đã là để sao, nó chỉ là cái đồ rẻ thôi. Mà trong một cái nhà kho mà chung quanh cái gì cũng đồ rẻ hết, cho nên tất cả những cái biết trong đó cũng chỉ là cái biết vô ích. Đó là lý do tại sao mà cái trình độ càng cao mà ta thấy không cần thiết nữa, thấy là một cái vô ích, nghe cũng chỉ là một sự vô ích, nếu mà nó rốt ráo là như vậy. Cho nên đó là lý do tại sao Đức Phật ngày kêu gọi mình là viên tịch không sanh tử, nó như vậy, bởi vì mọi hiện hữu chỉ là sự vô ích thôi. Ở đây tôi phải nói thêm, trình độ càng thấp thì người ta chư Phật mà phải ra đời trong cõi dục, và là vì đây là cái điều bắt buộc, chỉ có trong cõi dục thì các ngài mới có đủ sáu giác quan để có thể hoằng pháp độ sinh, chứ còn nếu mà các ngài mở cõi cao là độ đâu có độ được mấy người ở thấp, nhưng mà ở cõi thấp thì các ngài độ được mấy người ở cõi trên. Nên nhớ nha, nếu tôi không nói cái này các bà con nghe ngạc nhiên, ủa tại sao mà ông nói trình độ càng thấp thì lại sống
càng cần đến năm giác quan. Như vậy thì mấy vị Phật tại sao mà không có ra đời mới có phạm thiên? Không được, phải ở dưới, phải ở cái cõi thấp như vậy nè, phải đủ năm giác quan, phải có đủ năm giác quan vật chất mới được. Thí dụ như là các ngài phải đi bát để cho người ta cúng dường, rồi ngài phải ở cõi dục, các ngài mới độ được mấy người mà tào lao. Thí dụ như mấy người mà mê ăn, mê gái, mê hưởng thụ, mê trai, vân vân, bài bạc, nhậu nhẹt, chích chót, thì ngài phải ở cõi thấp để ngài mới độ được mấy người đó nha. Tức là ngài cũng phải có bệnh nè, rồi ngài cũng phải có già nè, rồi ngài cũng phải đói khát, rồi cũng phải có bệnh hoạn đau nhức, rồi nói chung là trong cái thân nhân loại thì ngài có thể độ được phạm thiên, rồi ngài có thể làm việc với tất cả những loài ở trong dục giới. Trong khi đã đến ngài là phạm thiên thì quá xa lạ với chúng sinh ở cõi thấp. Nhớ nha, phải nhớ cái chỗ này. Tức là một ông kỹ sư, ông săn quần xuống ruộng, ông không phải là cái người nông dân như mình đâu. Ông vì công việc ông phải sốt, nhớ nha. Phải nhớ, ông kỹ sư nông nghiệp, kỹ sư lâm nghiệp, ông săn quần đi vô trong rừng, vô trong núi, thì mình đừng có thấy người ta bệnh, mình tưởng người ta giống mình. Phải, người ta xuống đó người ta đi làm việc. Còn mình đó là mình là trẻ trâu, mình là người ở trong núi, ở dưới ruộng, mình biết chữ, nó khác. Phải nhớ cái đó. Cho nên, thấy được cái này mới thấy nản. Là cái trình độ càng thấp thì càng vật lộn với năm tầng nhiều hơn. Và mình thấy rõ ràng rằng trong cái pháp môn tứ niệm xứ và Đức Phật ngài kêu gọi mình sao? Hạn chế. Ngài không có kêu hạn chế, nhưng cái tinh thần của tứ niệm xứ là hạn chế. Có nghĩa là không có đi kiếm cái gì đó để nhìn, mà chỉ quan sát cái gì đang xảy ra. Khi không tránh được cái nhìn thì biết rõ ta đang nhìn cái gì. Khi không thể tránh được cái nghe thì phải biết rõ rằng mình đang nghe cái gì. Khi không thể tránh được cái mùi ngửi, không thể tránh được cái vị, không thể tránh được cái diện xúc chạm, thì mình biết rõ mình đang ngửi, đang nếm, đang đụng cái gì. Người tu tứ niệm xứ tứ thiệt á, là không đi tìm cái để biết, mà chỉ theo dõi cái mà mình đang biết, chứ không đi tìm. Không đi tìm cái gì đó để nhìn, không đi tìm cái gì đó để nghe. Nhớ nha. Cho nên đó là cái chuyện mà mình vật lộn, hay là cái chuyện mình chìm sâu ở trong năm trần, thì rõ ràng là nó là một cái phản ánh, một cái biểu lộ, một cái dấu chỉ cho biết rằng mình đang có sống trong trình độ thấp. Bởi vì sống trong trình độ cao thì mình thấy là cái chuyện vật lộn với năm trần nó không có cần thiết. Vì sao? Là vì khi mình vật lộn năm trần nó chỉ có một là gieo nhân sinh tử, hai là mệt nhoài. Nhớ nha, vật lộn với năm trần, đối diện năm trần chỉ có một là gieo nhân sinh tử, hai là mệt nhoài. Bởi vì nếu thật sự mình biết bản chất của thế giới này là cái gì, thì không có cái gì để mình thích và cũng không có cái gì để mình ghét. Và nếu không có cái gì để mình thích, không có cái gì để mình ghét, thì cái chuyện biết nó chỉ là mệt mỏi thôi. Nó chỉ là mệt mỏi thôi. Còn chính vì hôm qua tôi nói là chính vì mình còn thấy thế giới này theo cái cách thấy gọi là kích thích phiền não đó. Mình còn thấy đây là cái áo quần đồ hiệu, đây là xe cộ, đồng hồ, bắp kính, giày dép đồ hiệu. Mình còn nhìn nó là cái gì đó, mình mới thích đó. Mình còn nhìn đến khía cạnh, đây là hôi thối, khó ngửi, khó nếm, khó sờ chạm. Mình còn nhìn đến những khía cạnh đó, mình mới thấy trên đời có cái để mình ghét, có cái để mình thích. Chứ còn nếu thật sự mà một cái người hiểu đạo biết rằng mọi hiện hữu là khổ, dù ở trong hình thức nào đi nữa, thì cũng chỉ là sự hiện hữu trong nhà tù, sự hiện hữu trong bệnh viện. Chẳng hạn như sáng nay tôi nghĩ đồng chí mà tôi giật mình, đó là bây giờ tôi không còn trẻ nữa đâu, năm nay tôi 46 rồi, nhưng mà tạm thời tôi không có bệnh gì hết. Tôi nhớ rằng sáng nay tôi có buổi giảng, ráng tôi nghĩ bụng nó ráng giảng cho nó xong để đừng có quay lại cái vụ này nó mệt quá. Thì tôi có nghĩ bao nhiêu đó thôi, tôi không có gì để tôi mệt. Trong khi đó tôi nghĩ sáng nay có những người họ biết sáng nay họ phải đi lọc thận, họ biết sáng nay là cái ca mổ sinh tử, cái cậu ca mổ mà sống chết của họ đó, sáng nay sẽ bắt đầu lúc 10 giờ. Mà chính bác sĩ họ cũng nói rằng cái đó 50-50 thôi. Thí dụ như vậy, có người biết sáng nay là mình sẽ ra tòa, có người đoán chừng là sáng nay mình sẽ bị đem đi tử hình, có người biết sáng nay là mình phải ký cái giấy bán nhà, biết có người biết sáng nay là mình phải đi ra tòa ly dị, có người biết sáng nay là mình phải có mặt ở một nơi nào đó để đôi chối, có người biết sáng nay là mình phải đi làm một cái việc gì đó mà mình không có thích, nghĩ nó sợ lắm. Cho nên may mắn thay một ngày nào đó
mà mình thức dậy mình biết rằng hôm nay mình không có chuyện gì để lo, không có một cuộc hẹn nào mà làm cho mình khó chịu, bữa nay không có chuyện gì nặng nề để mình phải giải quyết, thì phúc thay cho cái ngày nào mà mình thấy được đó là ngày tẻ nhạt. Tôi nói ngoài, ngày xưa tôi sợ những cái ngày tẻ nhạt, những ngày mà không biết đi đâu, không biết làm gì, không biết gặp ai. Nhưng bây giờ tôi lại yêu những ngày đó. Vì sao? Vì tôi biết những ngày mà tôi thấy vô vị tẻ nhạt chính là những ngày tôi được vô sự. Vô vị chính là vô sự, sướng vô cùng đó. Vì sao vậy? Vì sự càng có nhiều việc thì càng phiền phức, mắt còn đi tìm cái để thấy, tai còn tìm cái để nghe, mũi còn tìm cái để ngửi mùi, lưỡi còn tìm cái để nếm, thân còn tìm cái xúc chạm, ý còn tìm cái để suy nghĩ, thì mệt mỏi lắm. Mọi hiện hữu là khổ, phải nói như vậy. Mọi hiện hữu là khổ là vì sao? Là vì tôi nói rồi, ác dễ làm hơn thiện, ác dễ làm hơn thiện, nên buồn khổ luôn nhiều hơn hạnh phúc an lạc. Đó chính là cái đáng chán của đời sống. Chứ phù du của nó. Đây là những cái sáng nay tôi cho các vị học toàn là thần chú không? Toàn là thần chú, sáng nay mình học toàn là mấy câu thần chú, đại minh chú, đại đại minh chú. Mấy câu thì phải cứ nhớ hoài như vậy. Ác dễ làm hơn thiện, nên buồn khổ luôn nhiều hơn hạnh phúc an lạc. Đó. Mà chưa kể cái khía cạnh phù du của nó. Có nghĩa là cái ác dễ làm, cho nên lúc nào cái khổ cũng nhiều hơn. Rồi còn cái thiện nó đã khó làm, cho nên cái thiện nên cái vui nó ít. Mà trong cái ít này nó lại vô thường, nó khổ quá chứ. Thiện đã ít rồi mà nó lại cũng vô thường, thì cái khổ nó cũng vô thường. Nhưng mà cái chuyện khổ vô thường mình không có bạn tới gì, bởi vì vô thường nó là tốt. Nhưng mà cái thiện nó đã ít rồi mà nó cũng vô thường, nó đau quá chứ. Cho nên nó là đó, tại sao đời sống đáng sợ. Thì mình chỉ cần mình tụng cái câu thần chú này cho một người không biết đạo. Ở tại sao Đạo Phật nói chuyện gì buồn quá, Đạo Phật bi quan nó không? Đạo Phật bi quan, Đạo Phật là thực tế, Đạo Phật là khoa học. Đạo Phật nói rằng là cái ác dễ làm hơn thiện. Mình hỏi người ta có đúng như vậy không? Ác dễ làm hơn thiện. Mà chính vì ác nó dễ làm hơn thiện ấy, cho nên lúc nào khổ nhiều hơn vui. Mấy chuyện này cũng là chuyện khoa học, chuyện nhân quả rất là khoa học. Đó là cái lý do mà tại sao mà đời khổ nhiều hơn vui. Mà cái vui nó đã ít rồi mà nó có đó, nó cũng ngắn tày gan, tức là tày tức là bằng ấy, cũng ngắn chút xíu rồi. Tôi nói hoài, yêu nhau cưới nhau vui 3 tháng, buồn 3 năm, khổ suốt đời. Yêu nhau được bao lâu, đồ đạc cũng vậy. Tôi có được tiếp xúc với những tín đồ sắp tin của nó với tôi, nó sư có biết không? Vui nhất của khi con mua được món đồ là cái vui nhất chỉ có khoảng 15 phút, 20 phút thôi. Tôi lúc đem ra xe là bắt đầu quên hết rồi. Về đến nhà đó, có nhiều người họ, người nghèo thì còn đem nó ra xài, người giàu nó liền như tủ. Cái hóa đơn, cái receipt của nó cái retinue nó còn để nguyên đó. Cái phát tiêu nó còn để nguyên đó, không có dùng. Để trong tủ, để hoài 5-3 tháng, 1-2 năm, lôi ra còn mới nguyên vậy đó. Mới nguyên vậy đó. Rồi thì tiếp tục mua cái khác. Cái hạnh phúc nó ngắn. Nếu mình là một hành giả, mình để ý cái gì nữa là hạnh phúc, nhìn kỹ nó ngát lắm, nó rất là ngát. Mình thương ai đó, cứ ngồi thử gần họ một ngồi gần họ và một ngồi gần một cách tỉnh thức để coi vì sao mình thương họ, thương họ cái gì. Rồi bắt đầu mình coi họ dở trò. Những dở trò đấy có nghĩa là gì? Là những cái xấu họ bắt đầu nó lòi ra. Những cái xấu nó lòi ra. Ngày xưa làm dáng làm duyên, bây giờ thức dậy đó là anh lấy giùm em cái này, anh lấy giùm em cái kia, anh hút bụi giùm, anh lau nhà giùm, cái đống chén mà tối anh chưa rửa, cái đống đồ tối chưa có giặt. Rồi chưa kể có con nó khóc, con nó làm xấu, dơ, hôi. Rồi nhà cửa bài bị, các vị biết tưởng tượng, các vị tưởng tượng mình chăm sóc một cái căn phòng đó là mình đủ chết rồi. Chứ chưa kể một căn hộ chung cư, chưa kể một cái villa, đủ chuyện trong đó, điện, nước, cỏ, rác, biết bao nhiêu chuyện trong đó. Muốn có được
một tiếng đồng hồ ngồi trên cái sofa, cái salon có lò sưởi, có một cái màn hình phẳng, rồi có một cái người kế bên để mình thương. Chỉ một tiếng đồng hồ như vậy mình phải trả một cái giá kinh khủng lắm, các vị biết không? Rất là khó, các vị có biết không? Chỉ có ở khách sạn là khỏe thôi, mà khách sạn thì các vị biết rồi, chỉ có một hai đêm thôi, mà tiền đâu để trả khách sạn nó là chuyện khác. Nhưng mà tôi chỉ nói chỉ có ở khách sạn mà sướng nhất, là mình không có lo gì hết, chỉ còn làm chủ cái nhà này chỉ có chết. Cho nên hôm nay nếu tôi không biết đạo mà tôi là một triệu phú, tôi nói thật tôi vẫn thích ở khách sạn thôi. Tôi ở rồi sứ kéo vali tôi đi, bao nhiêu thứ tôi giao hết cho người ta. Sáng tôi chỉ treo một tấm bảng, bữa nào tôi ngủ trễ tôi treo tấm bảng lần trước, đừng làm phiền tôi. Cả bữa nào tôi muốn dọn phòng tôi tháo cái tấm bảng đem cất bên trong, tôi bỏ tôi đi ra ngoài cho tôi vô tôi chọn. Rồi khi nào tôi chán rồi tôi lại đi chỗ khác. Tôi thích làm những người làm một người viện khách, sống ở cái khách sạn hơn là làm chủ một căn nhà trong cái cuộc đời này. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật dạy mình hãy sống trong cái tâm trạng vô ngã quán, thấy mình là khách trọ ở trong 40 cái khía cạnh mà tùy quán tam tướng. Trong đó nó có khía cạnh gọi là paratu. Danh sắc chỉ là khách lạ. Tôi kể hoài các vị nghe câu chuyện. Có một cái ông khách đó, lỡ đường vô chùa ông xin ngủ nhờ qua đêm. Thì ông thầy ông trụ trì ông mới dắt ông khách vô cái nhà kho. Có một đống cỏ khô ông nói ngủ đó đi, chứ ông biết phòng tôi cũng giống y chang vậy nè. Thì ông kia ông mới ngủ trong đó, ông ngủ nằm cứ trăn trở hoài ngủ được. Nó ngứa rồi nó, các vị biết nó sóng nó khó chịu lắm. Ông mới qua ông kêu cửa trụ trì, hỏi bây giờ có cái chỗ trong chùa có cái chỗ nào để ông ngủ, chứ còn suốt đêm ông cứ nằm trên cái đống cỏ rồi ngủ mà được. Cái ông trụ trì đây chỉ có nhiều đó thôi. Thì cái ông khách nằm mới nói tại sao thầy không nghĩ đến chuyện kiếm một cái giường hay là một cái salon cho nó đàng hoàng để ngủ, chứ thầy ngủ gì khổ vậy thầy. Thì em trụ trì mới hỏi thì tại sao của ông đâu mà ông không nằm, giường của ông, sofa cái salon của ông đâu mà ông nằm, ông đi ông hỏi tôi. Thì ông khách ông mới cười, ông nói thầy nói gì lạ vậy, tôi là khách ở đây, tôi là khách thì làm gì tôi ở đây, tôi có giường, tôi đây tôi là khách tôi mới ghé đây ngủ nhờ ở đây, làm sao tôi có giường ở đây. Thì ông trụ trì ông cũng cười, nói là ông là khách thì ông có giường, ông biết là tôi mấy chục năm nay đó, lúc nào tôi cũng nhớ tôi là khách hết á, tôi không có sắm cái gì hết trơn để tôi biết là tôi có thể đi bất cứ lúc nào. Ông đừng tưởng ông là khách ở đây, tôi cũng là khách nữa. Cho nên tôi không có muốn sở hữu nhiều. Cái câu chuyện đó tôi rất là thích nha, tôi rất thích câu chuyện đó. Mặc dù biết câu chuyện đó chắc có lẽ không có thật đâu, có thể không có thật, nhưng mà tôi rất thích câu chuyện thôi. Ông không có, ông hỏi ngày hỏi gì chứ, giường ông đâu mà không ngủ, ông kia nói tôi là khách làm gì có giường ở đây. Thì ông ngại cái chuyện mà đầu tư lắm, tôi sợ cái chuyện làm chủ một cái gì đó mà đúng. Năm nay tôi làm từ chùa 36 năm rồi, tôi có cái may mắn đó là tôi có lòng hiếu học. Tôi không dám nói tôi là chân tu nhưng mà tôi có lòng hiếu học. Chính tôi hôm nay tôi muốn đi học ở đâu, tôi muốn đi ra đâu tôi đi thoải mái, tôi không phải lo. Tôi thật lòng mà nói, tôi cứ sợ một điều, đó là khi tôi có cái để tôi sợ mất. Tôi sợ cái tôi có cái mà nào đó mà tôi về vật chất cái nha, mà tôi sợ mất. Rồi một ngày nào đó tôi đang ở miếng điện mà tôi nghe người nó mệt mỏi. Tôi đang ở một cái nhà ga châu Âu mà tôi nghe người nó mệt mỏi. Tôi một đêm tối nào đó ở một xíu người mà tôi nghe mệt mỏi. Rồi tôi mới sợ mấy cái nhà mình ai lo, miếng đất của mình ai lo, cái chùa của mình ai lo. Hoặc mình đi lâu quá là những cái quan hệ Phật tử ở đó, biết mình đi lâu quá rồi có sai mặt cách lòng hay không. Cho lâu quá người ta không email, lâu quá người ta không gọi phone, lâu quá người ta không Viber, không Facebook, lâu quá người ta không có FaceTime, lâu quá người ta không có Tango, lâu quá người ta không có Gtalk. Khổ chứ. Mà cái hạnh phúc ở trên đời này là mình có thể sống hữu ích như là mình muốn. Phải gặp dưới chị hữu ích nha, chứ còn lang thang không mục đích nè. Mà như Đức Phật thì nói là âm vắt cái chai đi các.
tức là lang thang không mục đích ấy, mà làm cái bẫy. Mà cái bẫy thứ hai đó là dính mắc quá nhiều, cũng là cái khổ. Cho nên theo cái tinh thần trong kinh, nếu đi, nếu phải đi thì nên đi như gió, nếu phải ở thì nên ở như đốm nắng bên thềm. Đây là thần chú nữa. Nếu phải đi thì nên đi như gió. Phong lai sơ trúc bất lưu thanh, nhãn quá hàng đồng vô lưu ảnh. Gió nó đi đâu nó không có vướng ngại đó, nó mới kẹt. Nếu đi thì nó đi như gió. Đi như gió thì phải là đi nhanh, mà đi như gió đây nghĩa là không có vướng kẹt. Mà nếu phải ở thì ở như đốm nắng bên thềm. Các vị thấy không? Để mặt trời lên thì cái chỗ ngay cái thềm, cái hàng ba, cái băng trong, cái lan can nó có nắng. Nhưng mà lát nữa đó thì nắng hết thì cái đốm nắng nó cũng mất. Giống như đốm nắng bên thềm, có nghĩa là nắng đến nắng đi, nắng không có lưu lại cái gì đó hết. Bả vậy. Cho nên hai cái âm, thứ nhất là âm Vatacharika, lang thang mục đích cũng không tốt. Mà Gihasita là dính mắc quá nhiều cũng không tốt. Cho nên nếu phải đi thì nên đi như nắng, nên đi thì đi như gió. Mà nếu phải ở thì nên như đốm nắng bên thềm. Đốm nắng không dính mắt, ok, anh còn nắng, ok, thì tôi ở đây. Bây giờ anh tắt tắt nắng, ok, thì thôi tôi biết mắt. Như đốm nắng bên thềm. Thì đây chính là cái giáo lý duyên khởi. Tôi nói cho đã rồi, bây giờ tôi về tôi đã giảng xong giáo lý duyên khởi rồi đó. Tức là mấy ngày nay các vị thì có thể không nghĩ là tôi đã không đi trường tình tự, nhưng mà cuối cùng tôi đóng kết lại chính do vô minh trong bốn đế nên có ba hầm, từ đó là sáu căn. Sáu xúc rồi danh sắc tái tục rồi còn đam mê trong năm trần ấy, thì làm thiện ác gì cũng chỉ gieo mầm cho sáu căn. Biết cái việc đó ý không? Tại sao một bên là số 5, bên là số 6? Là vì sao? Là bởi vì số 6 này nó đi ra từ số 5 đó. Còn đam mê trong năm trần thì làm thiện ác gì cũng gieo mầm cho sáu căn. Mà sáu căn ấy chính là sự hiện hữu của chúng sinh trong đời. Vậy đó, cứ nhớ vậy đó. Chính vì vô minh được bốn đế mà nó có ba hành, từ đó là sáu căn, sáu xúc rồi danh sắc tái tục. Với người không tu tập thì khi sáu căn làm việc cũng là lúc họ gieo mầm sinh tử bằng ái. Bằng gì? Bằng sáu ái, rồi bằng tứ thủ, rồi nghiệp hữu. Cái gì nghiệp hữu là gì? Nghiệp hữu là phải mở một đơn thiện ác. Nói chung đó, với người không tu tập đó, thì khi mà sáu căn làm việc đó, cũng là lúc mà đang gieo mầm sinh tử bằng sáu ái, tứ thủ, nghiệp hữu. Mà nghiệp hữu là gì? Nghiệp hữu là thiện ác nói chung. Nó cứ lồng vòng như vậy. Tức là
cố sanh ra ông nội, rồi bà cố sanh ra ông nội, rồi cái ông nội mới sanh ra ba mình, rồi ba mình mới sanh ra mình, rồi mình mới sanh ra con, rồi con mình mới sanh ra cháu, phải cứ đồng dòng như vậy đó. Cái lòng vòng như vậy thì cái này nó tạo ra cái kia à. Cho nên đó là nghiệp hữu, hữu chính là hành. À, mà bản thân ái cũng là cũng là hành. Gián hay trực tiếp, nói chung trong 12 duyên khởi chỉ có hai phần nhân và quả. Vô minh nè, hành nè, ái nè, thủ nè, nghiệp hữu là nhân. Những thứ còn lại là quả. À, vẽ vòng tròn 12 duyên khởi để thấy rõ điều này. Tôi chỉ vẽ cái thôi, rồi làm ơn lấy cái viết vẽ dùm chùm tôi. À, 12 duyên khởi vì biết rồi, tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, tức là tròn ở trong đó đó, thì chỉ có hai phần nhân và quả thôi. Vô minh nè, hành nè, ái thủ nghiệp hữu là nhân, còn những thứ là quả. Tức là cái thằng này đó, ông này ông tạo ra ông kia ông từ ông này cái đi vòng, tức là do có vô minh nó duyên cho vô minh trong bốn đế, nó duyên cho ba hành, hành duyên cho thức đây đó là 32 thức hiệp, 32 tâm quả đó, thức duyên cho danh sắc trong thời tái tục á, rồi là danh sắc duyên cho lục nhập. Hồi nãy tôi có nói rồi, trong ba hành nó, nếu mà cái thiện ác mà của cái người còn mê năm dục á thì nó mới tạo ra đủ lục nhập. Còn nếu mà cái người mà nhàm chán năm dục á, đặt kiến từ sơ thì trở lên á, thì khi mà họ làm thiện á, họ không có đủ sáu, họ không có gieo duyên cho sáu xúc, mà chỉ gieo duyên cho, nếu mà làm thiện sắc giới á, phải ghi cái này rồi, làm thiện bằng tâm thiện dục giới thì gieo nhân sinh cõi lành có đủ sáu căn. Làm thiện, tức là tu thiền á, bằng tâm thiện sắc giới đó thì gieo nhân sinh cõi phạm thiên sắc giới có ba căn. Làm bằng tâm thiện vô sắc, tức là tu chứng, nói thêm chữ chứng nữa, tu chứng thiện vô sắc ha, thì gieo nhân sanh cõi vô sắc chỉ có ý căn. Đã vậy đó, rồi làm ác thì gieo nhân sinh cõi khổ có đủ sáu căn, nhưng mà phải bảo một đơn, trừ
trường hợp đặc biệt, tôi thấy chắc phải ghi thêm rồi, ở cõi dục giới nếu không đủ sáu căn thì là do thiếu phước. À, ở các cõi phạm thiên ấy, người ta không có đủ sáu căn là vì người ta không có căn. Còn ở các cái cõi dục ấy, mà sáu căn không đủ là do thiếu phước. Ví dụ như mình biết trong thế giới sinh, thế giới động vật ấy, nó có những cái loài mà nó coi như không có mắt, tai, mũi, họng gì hết. Nó chỉ có một cái khả năng là tiếp nhận dưỡng tố để mà nó sống. Ngoài ra nó không có khả năng gì hết. Như mình biết con trùng á, thì nó có chỉ có 7 cái tế bào thần kinh thôi. Nó có 7 cái thần kinh, 7 cái tế bào thần kinh thôi. Con trùng á. Cho nên là nó y chang như là một cái... nó y chang như là một cái rễ cây vậy đó. Nhưng cái điều nó khác ở chỗ là 7 cái tế bào thần kinh nó đủ để cho nó biết là tránh thì nó gặp cái gì nóng, gặp cái gì mà nhiệt độ quá cao quá thấp thì nó biết co giũ, biết tránh đi, như vậy thôi, nó không biết gì hết. Hoặc là có những cái loài cá mở sâu quá đó, nó không có mắt, các bạn biết cái đó, nó không có mắt. Hoặc là có những như con chuột trù, chuột xạ đó, thì ban ngày nó không thấy được. Hoặc là như là con những loài rắn độc ở bên úc nó có một cái loại ngọc, cái loại ngọc Oban, để mấy người xài nữ trang đắt tiền chắc biết cái loại ngọc này. Mà cái loại ngọc này nó ác ở chỗ đó là nó chỉ có trong lòng đất mà chỗ xứ nóng thôi. Mà điều độc đáo đó là chỗ nào mà có đá Oban thì chỗ nó có là rắn bọc. Loại rắn này nó không có lớn lắm, nó chỉ khoảng maximum tối đa là 2-3 tấc thôi, mà nó không thấy đường. À, nó không thấy đường. Mà nó di chuyển, nó đi săn mồi bằng cái khứu giác của nó, bằng xúc giác và khứu giác của nó. Xúc giác có nghĩa là nó tấn công con mồi bằng cách là nó cảm nhận cái nhiệt độ, cái nhiệt độ từ con mồi. Như mình tưởng là con rắn nó tấn công mình bằng cách là thấy, chứ không, con rắn nó cắn mình là do nó cảm nhận cái nhiệt độ của con mồi. Tại sao con rắn nó không có mổ, nó không tự động, nó không có mổ vào cái vật như vào đất đá, mà chỉ khi nào nó bị tấn công thì mới mổ. Và nếu khi nó chỉ tấn công cái vật này mà động vật thôi, là vì nó cảm nhận được cái nhiệt độ từ bên kia. Nó sống đơn giản như vậy. Con dơi cũng vậy. Con dơi có vị thấy nó cắm đầu vào trong cái vách đá, nhưng mà nó không có trúng cách chút xíu á, thì nó dội trở ra. Thì cái đó là nó biết bằng nó cái khả năng mà nhận biết đó, được ta gọi là hồi thanh phản vị, tức là cái khả năng mà nó ghi nhận, nó ghi nhận được cái mình không tưởng tượng được. Đó là khi mà nó đi gần sát bờ tường, gần sát cái vách đá đó, thì nó cảm nhận được, cảm nhận không phải là bằng mắt mà bằng cái xúc giác của nó, hoặc là nó cái xúc giác của nó, hoặc là cái có những cái loài mà như mình thấy đại khái nó tổng tắc vậy. Có những loài mà nó nhận biết thế giới đó không phải bằng mắt, bằng tai, mà nó bằng mũi thôi. Có những loài nó xài bằng râu á, cái râu của nó. Mà tại sao tôi nói sâu như vậy là bởi vì tôi muốn nói rằng ở cõi dục á, khi mình không đủ sáu giác quan là đó là do mình thiếu phước. Chứ còn bản thân cái loài, bản thân của cái con vật đó thì cái khả năng mà tham dục của nó rất là nặng. Nó sẵn sàng để nó hưởng thụ cả sáu, nhưng mà vì thiếu phước là nó chỉ có được tới đó thôi, còn phạm thiên mà người ta không có đủ là tại vì người ta không dùng, cho nên người ta không có. Mình hãy nhớ cái đó. Và nói chung quy lại là trong đời sống này, toàn bộ đời sống của chúng ta nó chỉ là sự có mặt của sáu căn, có lúc thiếu lúc đủ, nhưng mà chung quy lại là do phước, hoặc là do cái phiền não của mình, do vô minh trong bốn đế, cho nên nó mới dẫn đến ba cái hành động. Ba cái hành ở đây là một là thân khẩu ý hành cũng được, hoặc là nói là phi phúc hành, phúc hành bất động hành cũng được. Rồi
do có cái hành nó mới dẫn đến cái vô minh hành, hành chữ thức, thức là thức tiếp tục, bọn là 32 tâm quả. Thức duyên danh sắc, danh sắc tức nghĩa là danh và sắc, tức là những yếu tố tâm lý và sinh lý trong cái thời điểm đầu đời, lúc đầu thai tái tục đó. Hễ nếu mình gieo cái nhân mà dục giới đó thì ngay thời điểm đó mình đã chuẩn bị để có sáu căn. Còn nếu mình gieo cái nhân mà sắc giới đó thì ngay lúc đó là mình chỉ có chuẩn bị có ba căn thôi, hoặc là một căn thôi, nếu là đó là cái vô sắc. Cho nên cái công thức ấy, công thức là thức duyên danh sắc duyên lục nhập, bây giờ chỉ lục nhập đây mình phải mở lên ghi rõ. Tức là tùy cõi có cõi đủ số 6, cõi không có đủ 6. Và tôi phải nói một câu cũng hơi kỳ là thôi bà con chắc đi kiếm giùm tôi cái cuốn A Tỳ Đà mà mới in đó. Nếu tôi nghĩ là sáng đó, cái nội dung nó tương đối nó sáng sủa ha. Ai mà nghèo quá thì alo cho tôi tiếng ha. Nếu mà ở trong nước mà nghèo quá đó, nói bây giờ cuốn nó mua không nổi thì alo tôi tiếng thì tôi mới làm. Mà chắc cũng khỏi cần tôi đi, khỏi cần tôi đi, cứ alo cho Nguyễn Quốc Bình ấy. Quốc Bình ấy. Quốc Bình trên Facebook ha. Nói nghèo quá thì Hiêm sẽ đặt cách biếu không. Chỉ vậy thôi. Nên có quyển này, nên có quyển này. Thì và tôi cũng nói thiệt lòng mới là có trời đất chư thiên long thần hộ pháp, những cô hồn các đảng làm chứng cho tôi. Tôi chỉ cần tôi bán sách, tôi chỉ cần bán ở Mỹ thôi. À, tôi lấy tiền đến mà Mỹ thì chẳng có ai nào nó đọc đâu. Nhưng mà tôi cần bán Mỹ, tôi lấy tiền tôi in tiếp cuốn khác. Chứ còn ở Việt Nam mà kêu tôi bán là chỉ vì hai lý do thôi. Thứ nhất là tôi sợ người ta không có xài mà cái đem về nó lót nồi. Rồi có tôi nói Phật tử, tôi nói trời ơi, sợ đem về lót nồi. Phật tử nói trời lót nồi còn đỡ, tôi sợ con sợ nó còn thêm dư rê nó mới đuối. Lót nồi đó là đỡ, còn cái mà thêm dư rê nó là sao ta, dư rê là sao ta, cái nói lót thêm dư rê là lót nồi đó mới sợ. Rồi tôi nói không được, giờ tôi đem đi bán đi đã. Thứ hai nữa là chỉ có đem bán mình mới có cái dịp để mình gửi nhà sách. Và nhờ vậy có những cái đối tượng độc giả ngoài Phật tử họ có dịp họ biết. Đó là lý do. Chứ còn mà kia mà vì cái mục đích lợi nhuận hay là tài chánh hay là cái giống giả gì đó là không phải. Cho nên lót nào là lót nào thì cũng được. Cho nên bà con khó khăn làm ơn alo dùm cho cái ông Nguyễn Quốc Bình ấy. Rồi cái ông biếu không hả. Chứ còn thật ra mà nói đó thì Phật tử tốn tiền nhiều quá rồi, cất chùa nhiều quá rồi hả? Mà cái mỗi lần mà in kinh mà bắt mua một chọc nữa thì thấy thảm quá hả? Thật ra mình bỏ tiền lành đây, bỏ tiền cất chùa hay là bỏ tiền nuôi sư đi học hay là bỏ tiền kinh sách bỏ một lành thì đúng rồi. Nếu mà gọi là một ngôi nhà chung ấy thì bỏ một lành thôi, chứ chỉ gì cũng bỏ thì khổ quá. Ok rồi, toàn bộ những bài sau cứ vậy mà hiểu. Đã, có nghĩa là toàn bài bộ những bài sau. Toàn bộ những bài sau. Cứ vậy mà hiểu. Và tiếp theo là bài chi? Bài số 1 giảng xong, bài số 2 giảng xong. Rồi, qua tới bài số 3. Đức Phật ngày dạy dạy cái chữ gọi là Tiết Bà Đà. Đây là tiếp theo gọi là Sammāpatti Bà Đà, là chánh đạo. Rồi Miccha là tà đạo. Mười hai duyên khởi theo chiều thuận á là tà đạo, chiều nghịch á là chánh đạo. Là sao?
Ở trong đây nó giải thích thế này. Đó, chữ này là mơn. À, cái chữ quách tá này bà con nào mà đánh chữ Bali dùm là mơn đánh dùm ha. Chữ quách tá hai chữ T chấm dưới dùm ha. Chấm dưới hai chữ T. Hai chữ T nó chấm dưới dùm. Thì ở trong đây đó, trong đây Đức Phật giải thích thế này. Dầu làm, dù sống bằng tâm thiện hay bất thiện, chỉ cần hướng đến sinh tử thì gọi là tà đạo. Đó, lìa bỏ 12 duyên khởi là chánh đạo. Lý do trong đây biết là dù sống bằng tâm thiện hay bất thiện, chỉ cần hướng đến sinh tử gọi là tà đạo. Là vì sao? Là vì trong đây giải thích này là vì quách tá si sắc tá. Quách tá là luân hồi, mà si sắc là cái đầu. À, mà quách tá si sắc tá có nghĩa là cái nguồn sinh tử. À, quách tá là luân hồi, mà si sắc là cái đầu. Nhưng mà quách tá si sắc tá là cái nguồn sinh tử. Vì thiện ác nó đều là quách tá si sắc tá, nó đều là quách tá si sắc hết. Thiện hay ác chỉ cần hướng đến sinh tử đều là quách tá si sắc, đều là quách tá si sắc, nên được gọi là tà đạo. Khi nào, chỉ khi nào mà lìa bỏ được 12 cái này, có nghĩa là khi mà mắt á, vấn đề nó nằm ngay một tích tắc thôi. Khi mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mình đã biết 6 tầng ý, thay vì cái người mà không biết tu á, thì xúc lục nhập duyên như xúc, xúc duyên như thọ, rồi cái bắt đầu người không có tu á, thì thọ duyên cho ái. Với người không tu hành á, thì thọ duyên ái, rồi thủ, rồi hữu. Với người tu hành chứng thánh thì thôi bỏ chứng thánh, chứng thánh cao quá, chứng thánh là quá đã này. Tu hành thì thọ duyên cho tính tấn niệm định tuệ. Đó, nó khác nhau chỗ đó đó. Với người không tu hành thì thọ, bắt đầu khi mà mình nhìn thấy cái gì đó, bắt đầu khi mình thấy dễ chịu là bắt đầu tham nó lên, mà thấy khó chịu là bắt đầu sân nó lên. Còn đối với người mà tu hành ấy, thì nó khó chịu hay dễ chịu nó đều là cái cảnh để mà mình chánh niệm hết. Đó, đều là cảnh để mình chánh niệm hết. Thì lúc bây giờ cái chuyện mà cảnh tốt hay là cảnh xấu, cái dễ nuốt hay khó nuốt, nó đều chỉ là đối tượng để mình sống chánh niệm. Chánh niệm là gì? Tôi nhắc lại, tôi nhắc lại là làm ơn tôi năn nỉ bà con đừng có ngồi nghiên cứu mấy cái lý thuyết mà ghê gớm. Tôi nhắc lại đó là thiền sư nào đi nữa thì cũng phải dựa vào tứ niệm xứ trong chánh tạng. Còn những cái kinh nghiệm mà của Pa-ao, của Upandita, là của Mô-cốc, là của Su-min, vân vân và vân vân, a cha né ba chanh cha, là của đi ba ma, là tam ma cai,
thì tất cả những cái kinh nghiệm đó chỉ là kinh nghiệm. Kinh nghiệm của thiền sư nào thì cũng chỉ là góc độ cá nhân. Mà đã là cá nhân ấy, thì luôn kéo theo đó những vấn đề cá nhân. Là sao? Tôi thì tôi đi đứng khó khăn. Bản thân tôi đó, tôi đi đứng khó khăn. Cho nên khi tôi hướng dẫn thiền ấy, thì tôi không có mạng nói nhiều lắm cái chuyện kinh hành, mà tôi cứ nói nhiều chuyện ngồi không à. Tôi là người thích đi, tôi thích đi lắm. Cho nên là coi như là tôi cứ khích lệ bà con ngồi với tập thể trong thiền đường tiếng ngang, ra kinh hạnh tiếng ngang, kinh hạnh tiếng rồi cuối tuần tôi còn tổ chức mấy cái chuyến mà coi như giả ngoại, thầy trò vô rừng lên núi ra biển rồi đi kinh hạnh đẹp lắm. Nhưng mà còn bây giờ tôi đi yếu quá, cho nên cái vụ đó tôi làm la, cái vụ kinh hạnh tôi nói mặn mà lắm đó. Mà học trò đến tu thiền với tôi đó mà nó thấy tôi đi nhiều là bắt đầu nó đi tiền triệt. Nó nói trời đó cô, cái ông sư giáo viên sư coi nặng lắm, thiền sư coi nặng lắm, coi nặng cái chuyện đi lắm. Ngài nói rằng 40 nghi phải điều hòa thì thân nó mới khỏe, tâm nó mới định. Bởi vì thì có nhiều người họ hợp cái tư, có người họ thở cái tư thế ngồi rồi nằm, rồi mỗi người có hợp khác nhau. Mà ngài thì ngài coi nặng 40 nghi, không có cái nặng cái nào, không có riêng cái nào hết. Rồi có lúc thì nói trời còn ngài đó, thầy của tôi trời đất ơi sao mà không thích ngồi quá sức, chắc ngồi nó hay, ngồi ông nói ngồi tâm nó dễ tập trung hơn. Như vậy thì ở đây toàn bộ vấn đề ở đây là sao? Toàn bộ vấn đề này nó là vấn đề cá nhân. Ông thiền sư ông vấn đề ông nó là cái gì thì cái kinh nghiệm ông nó dựa vào cái kinh nghiệm đó. Cho nên nó nhớ một điều là cái chữ chánh niệm ở đây nó chỉ đơn giản một điều, mình phải lấy cái chung, còn tất cả những cái râu ria, những cái riêng của thiền sư nó là những vấn đề cá nhân nha. Cái chánh niệm là gì? Là biết rõ mọi sự nó đang xảy ra như thế nào. Học giáo lý để biết mình là những gì cộng lại. Tu quán Vipassana để biết mình đang ra sao. Một cái là quát, một cái là hao. Chỉ như vậy thôi. Học để biết cái quát, biết mình là cái gì cộng lại. Mà tu quán để biết mình đang ra sao, hao. Biết mình đang ra sao, chỉ biết hai cái đó thôi, quát là hao thôi. Vì vậy, học để biết mình là những gì cộng lại và tu quán để biết mình đang ra sao. Có nghĩa là mình chỉ cái bản chất mình là gì? Bản quát. Cái bản chất mình là thiện, ác, buồn, vui. Thiện lúc này là nhân vui cho tương lai. Ác lúc này là nhân khổ cho tương lai. Khổ lúc này là quả của ác quá khứ. Vui lúc này là quả của thiện quá khứ. Đó là quách, là bản chất của mình. Đó. Còn cái hao á là đang đi, đang đứng, đang thiện, đang ác, đang vui, đang buồn. Biết thì biết, các vị có hiểu kiểu không ta? Quý vị hiểu không? Tôi giải cho hiểu không ta?
tôi cũng rầu chứ, rầu thiệt á, mấy cái mình không biết nói gì mà có hiểu hay không. Có nghĩa là mình học để mình biết được, mình học để mình biết được mình là cái gì, và hành để biết mình đang ra sao. Có nghĩa là xin lỗi, bây giờ tôi chỉ còn nước, tôi quỳ xuống cái chân gánh vị thôi, chứ còn tôi không còn cách nữa nha. Học để biết mình là gì, là tại sao tôi phải mắc cái tiếng gì tôi để tiếng Mỹ này, tại vì nó dễ nhớ, cứ nhớ chữ quách với chữ hao thôi. Học để biết cái quách và hành để biết cái hao, chỉ vậy thôi. Mà tới nay mà không hiểu đó thì một là tôi thuốc rầy, hai là tôi thuốc rầy thôi nha. Học để biết cái quách mà hành để biết cái hao. Mà quách là gì? Quách có nghĩa là bản chất của tôi, đó là thiện ác buồn vui. Thiện lúc này là nhân vui cho tương lai nè, ác lúc này là nhân khổ cho tương lai. Rồi còn cái khổ lúc này là quả của ác quá khứ, mà vui lúc này là quả của thiện quá khứ. Mà bốn cái này đó, nó chính là của quách của mình đó, là cái bản chất của mình. Còn cái hao là sao? Là bây giờ tôi biết tôi đang, khi mà đang ghi nhận thì mình không còn nghĩ tới quá khứ tương lai nữa, mà mình chỉ đang ghi nhận nó đang xảy ra nó như thế nào thôi. Biết là đang đi nha. Đang đi, rồi, đang bước nha, đang bước nha, rồi, rồi, đang nhai nha, nuốt, rồi, biết nuốt nha. Biết đang khó chịu nha, biết đang khó chịu. Biết rõ cái khó chịu này rồi sẽ mất. Biết cái sợ này rồi sẽ mất. Biết, cho nên nó có một cái cách mà ngày Thiên Vương ngày giảng bên Miến Điện mà tôi rất thích, đó là thay vì thấy là vui hay sợ thì nên ghi nhận rằng niềm vui đang biến mất, nỗi sợ đang biến mất, cơn giận đang biến mất. Rất là hay, tức là mình đang giận mình biết liền. Mà thay vì mình biết đây là giận thì mình thêm cái chữ, mình thêm ba chữ nữa, đang biến mất. Mà đúng, nó đang biến mất thiệt nha. Thay vì thấy đó là vui hay sợ thì mình thêm một chút nữa, thì mình đang sợ, mình ban đêm nở của mình trong căn phòng mình nghe cái rẹt, mình nổi sợ, mình nổi cái cơn giận nó nổi lên, nó xuất hiện lên. Thì lúc mình niệm, thay vì mình niệm là sợ, mình niệm là cơn sợ đang biến mất. Mình biết cái sợ nó đang biến mất, nỗi sợ hãi đang biến mất. Thay vì chỉ biết là sợ thì mình biết rõ là nó đang biến mất. Mà quả thật nó là như vậy. Và cái niệm này nó rất có lợi. Nó lại hai điểm, thứ nhất là mình nhận ra cái lý vô thường, thứ hai nữa là nó đối với phiền não nó rất có tác dụng, hiệu quả tức thì. Tức thì đang giận thì mình biết là cơn giận đang biến mất. Đang gì đâu, đang làm sao, chứ không phải là không phải là cơn giận không, phải thêm cái là đang biến mất, nỗi sợ hãi đang biến mất. Nhưng mà nó vẫn đang hiện hữu, nó là thân mình đi, chỉ biết là đi thôi. Đang đi, biết là đang đi, bước biết bước, nhai nuốt, biết đang sói nước, biết đang sói nước, biết đang kỳ cọ, biết đang kỳ cọ, biết biết rõ, biết rõ. Và tôi phải nói rõ mấy cái vụ này nè, là không thể nào mà bà con biết bằng lý thuyết được nha. Bà con làm ơn nhớ nha, mấy cái vụ này không thể nào biết bằng lý thuyết được, mà bà con phải thực tập mới hiểu tại sao mà nó có một cái pháp môn tu hành gì mà kỳ cục như vậy. Tại sao tôi phải làm gì tôi biết, cứ thử một ngày không chết chồng chết vợ chết cha chết con không có, không chết thử một ngày nó hạnh phúc lạ lùng lắm, nó lạ lùng lắm nha. Sống chậm lại để con mình thật sự mềm mới vậy ha nha. Cứ nó ra làm sao thấy nó như vậy, sống chậm lại thì bảo đảm các vị sẽ thấy an lạc. Mà cái an lạc này nó giống như là cái niềm an lạc của cái người mà tập thể dục. Mình thấy người ta chạy đổ mồ hôi, mình không biết là mấy cái người này họ được cái gì mà ngày nào cũng mặt mày đỏ ké, mồ hôi mẹ mồ hôi con mà ngày nào cũng đi. Thì chỉ mình hỏi họ không giải thích được. Không có một cái người nào trên thế giới này mà có 8 cái bằng tiến sĩ chữ nghĩa đầy mình mà có thể giải thích được cái cảm giác của cái người khỏe mạnh đó. Không ai giải thích được hết. Không ai giải thích được cái cảm giác người khỏe mạnh. Họ chỉ có thể nói thôi, họ nói thì ông thấy không? Tôi đâu có bụng, tôi đâu có dư mỡ, ông thấy không? Tôi ông leo núi mà ông thấy ông thở, mà tôi không thở, ông thấy không? Chỉ là họ chỉ được nói tới đó thôi. Chứ họ không thế nào mà họ giải thích cái cảm giác của cái người khỏe nó ra làm sao được. Mà tại sao mà mình thấy mình mệt? Tại sao mình thấy mình căng thẳng đầu óc? Mình bị stress. Tại sao mình bị depression? Tại sao là bởi vì mình chất nặng quá nhiều thứ ở trong lòng của mình. Và hồi mà mình phải ghi cái này thôi. Lúc chưa tu tập
chỉ thấy sợ giận ghen tức rồi tiếc là gánh này. Lúc mà chưa tu tập đó, lúc mà thuần thục rồi sẽ thấy cả cái sự hưởng thụ cũng là gánh nặng đó. Cái độc đáo chỗ đó đó, lúc mà chưa tu tập đó, thì chỉ thấy sợ giận ghen tức tiếc là gánh nặng, nhưng mà lúc thuần thục rồi đó, thì thấy cả cái sự hưởng thụ nó cũng là gánh nặng. Trước đây đó mình nâng mà mình bước vào trong nhà tắm sạch sẽ sang trọng ha, rồi mình xối nước một cái nước ở có một cái nước ở cái nhiệt độ mà vừa ý mình thấy nó sung sướng, nhưng bây giờ mình thấy cái chuyện mà đi tắm ấy nó cũng là một cái sự phiền phức. À trước đây thấy bữa ăn ngon á là hạnh phúc, bây giờ thấy cái việc ăn uống đó là mất thời giờ. Đó mình thấy cái đó mà cái việc không thể nào hiểu được, thấy được, cảm được. Vậy là mình cái điều này rồi. Khi mà các vị học qua lý thuyết nhiều lắm là tưởng tượng thôi, chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng mà khi mà hành giả, các vị đã là hành giả chuyên nghiệp hay là không chuyên nhưng mà phải có thực tập ha, thì hành giả mới thấy này là, mà khi mà mình thấy rằng á, cái hạnh phúc và đau khổ đều là gánh nặng thì sao? Thì lúc này đó, cả đau khổ và hạnh phúc đều là những người khác, không phải là mình nữa. À, cái mình học duyên khởi mà bên đây mình đã leo qua tới bên đây rồi, là đúng. Học duyên khởi mà không nhắc bên này cũng được. Lúc này cả đau khổ và hạnh phúc nó đều là những người khác, nó không phải là mình nữa. Mà trước đây nó là mình đau khổ, mình hạnh phúc, còn bây giờ thì mình khi mình nhìn tụi nó rồi đó, thì khi mình nhìn họ thì họ không còn là mình nữa. Trước đây mình không chịu nhìn họ thì họ là mình, mà khi mà mình đau khổ mà mình hạnh phúc thì coi như mình đang gánh nặng. Là vì sao? Là vì đó là vấn đề của mình. Còn bây giờ là mình quan sát, khi mà ta quan sát tại thêm nữa, khi mà ta quan sát chúng thì chúng không còn là ta nữa. À, gánh nặng lúc này đã được đặt xuống. Đây là cách làm việc với 12 duyên khởi. Đây là cách làm việc của 12 duyên khởi. Tức là trước đây đó là hễ là mình cứ để cho mắt tai mưa lưỡi nó tha hồ, còn bây giờ mình ok, anh cứ làm việc. À, anh cứ làm việc của anh đi, tôi cứ nhìn anh đây. Tôi cứ nhìn anh đây. À, anh cứ nhìn đi. Rồi tôi dòm anh cứ nghe đi, anh cứ ngửi, anh cứ ném đi nha, tôi nhìn anh. Rồi tôi coi thật sự anh muốn cái gì, anh muốn dở tới cái trò gì nữa nha. Anh cứ làm việc đi nha, tôi nhìn anh thôi. Thì lúc bây giờ là cái lúc đầu đó tôi nói rồi, lúc đầu đó bước vô nhà tắm lúc nóng đực mà xả một cái dòng nước thật là vừa cái nhiệt độ vừa ý, sung sướng lắm. Nhưng bây giờ mình thấy đó, nó vẫn phải là vấn đề sung sướng nữa, mà nó vấn đề nó bây giờ nó là một cái sự mất thời giờ. Thời giờ, và mà hỏi thời giờ để làm gì? Thời giờ để nhìn. Tôi nhìn nó không, tôi mệt quá rồi. Các vị tưởng tượng đó, bây giờ mình đang chăn một lúc 12 đứa bé, mình chỉ nhìn tụi nó thôi chứ không có làm gì hết, chỉ nhìn coi đứa nào nó cần cái gì thì mình chăm sóc, còn không cứ mà ngồi mà nhìn nó để mà chăm, nhìn nó để mà lưu tâm nó tụi nó thôi. Thì như vậy thì mình không muốn làm gì nữa hết. Thì cũng vậy, đối với hành giả đó, hành giả luôn sống bằng tâm trạng
của người mẹ có nhiều con phải lưu tâm chúng, không còn thời gian phấn son. Đó, không còn thời gian phấn son, phải nhớ cái đó. Rồi tiếp theo là những bài kinh khác ha, y chang như vậy. Tiếp theo là những bài kinh khác. Bài kinh tiếp theo là rồi một, tất cả là 7 bài kinh còn lại chỉ xác vừa ghi đầu buổi giảng nhé, như vậy thôi. Tức là tất cả Bồ Tát trong cái đêm cuối cùng, tất cả Bồ Tát trong đêm cuối cùng đó, đêm cuối cùng trước khi thành Phật ha, trước khi thành Phật mở trọn mình cứ giả định là canh một đi, canh đầu á, để dùng túc mạng minh quán xét quả luân hồi, canh giữa đó dùng sanh tử minh mở. Mấy gì hỏi minh này đâu có, minh này là do ngày là ngày lạc thiện mà, để quán nhân luân hồi. Canh cuối ra khỏi tứ thiền hơi thở, quán chiếu 12 duyên khởi theo hai chiều thuận nghịch, để thành Phật. Đó, đó vậy đó, tức là canh cuối là ra khỏi tứ thiền thở, quán chiếu mình khởi theo chuyện được để thành Phật. Đó, tức là 7 kinh tiếp theo là chỉ một nội dung đó thôi. Còn ai mà khó khăn hỏi kinh nào thì các vị nói rồi, cái điểm mới đưa cái câu Pali này ra, cái câu Pali này ra vị nói đây, quý vị trả lại cái câu đầu tiên đó. Đó, câu đầu tiên này, ai đem lấy dùm tôi câu nội dung này. Ok. Nói là chú giải kinh kinh khi xuất, chỉ vậy thôi, xong sung sướng. Tức là chịu khó học giáo lý, học hơi kỹ một chút ha, học từ từ. Tôi chỉ sợ là trong rung này nó là toàn là mấy người vô đây vì tò mò rồi cái sắp đích đi mất, bữa sau chung vô không hiểu. Chứ nếu đó mà quý vị mà theo dõi suốt thì mình mới có mấy phẩm thôi là mình đã đá động đến rất là nhiều vấn đề giáo lý, mình đã đá động đến rất là nhiều vấn đề giáo lý. Đá động rất nhiều vấn đề giáo lý. Rồi tiếp theo là kinh Chi Hà, các vị còn nghe rõ không? Các vị còn nghe rõ không? Rồi chết hết rồi. Đã rồi. Cảm ơn. Kinh 7 kinh thì y chang vậy nha. 7 kinh là tính đến thiên ngày nha. Cuối cùng Đức Phật xác nhận chính ngài cũng chứng quả toàn giác theo cách vừa nói. Đó, cuối cùng á chỉ vậy thôi.
Bây giờ đã là 7 giờ rưỡi rồi. Bây giờ 7 giờ rưỡi. Kỳ rồi tôi giảng kỳ rồi tôi giảng rồi sư mới dạy tiếng là sư tưởng 2 tiếng nói chuyện với bà con tôi có bà con mới tin được mà đang ngủ rồi cứ bật dậy đó rồi cứ nghĩ sao nó mà nó ra mà một tiếng đồng hồ mà tôi lại nghĩ rồi 2 tiếng thì nói không ai tin. Nên là mình đây cũng gặp nhau trong đêm thì thôi, chứ nếu mà đó là một cái lời nói của nam nữ đó, một cặp tình nhân mà nói giọng đó là không ai tin hết. Tại sao mà có thể mà nói dắt mà ba xạo mà không có cái cơ sở như vậy được, nó lạ như vậy mà nó khiến làm sao mà tại sao tôi nghĩ là 2 tiếng tôi không đứng được được. Mà hên á, hên là cái này mà hẹn với ai mà ăn nói giọng là không ai tin mình nổi, lạ luôn, đúng là ma đưa lối quỷ đưa đường. Ok, để tiếp theo là mình học về cái phẩm đồ ăn. Chúng ta học phẩm đồ ăn, phẩm đồ ăn đúng đó là ma mà học á, chứ còn cái quy tưởng tượng. Quý vị tưởng tượng mình nếu mà ở ngoài đời mà hẹn hò với ai hoặc làm việc với ai, cái người nào mà nó hơi tế nhị một chút đó mà mình nói dốc như vậy đó thì nó kẹt dữ lắm nha. Không biết tại sao bữa đó ngồi tôi nghĩ được như vậy, hay quá, tôi ngồi tôi nghĩ quá, tại sao tôi có thể nghĩ đó là 2 tiếng đồng hồ. Phẩm đồ ăn. Mình nhưng mà giờ tôi hiểu có hẹn với ai, có lẽ là do nhiều khi tôi có những lúc tôi sống chìm sâu á, tôi sống chìm sâu ở trong cái thế giới của tôi, nhiều khi tôi cũng dễ có cái chuyện tôi ấn nhất là cái ông tôi dĩ nhiên không phải là danh nhân nè, nhưng mà tôi chỉ nhớ cái ông gì nó cũng bên Pháp mà ông dạy về sinh vật ấy, mà thời xưa mà xưa họ dạy không có máy móc của mình, họ dạy bằng cái kiểu mà cách vật ấy, hoặc là cách trí ấy. Tức là họ bữa đó ông thi ông giảng về cái hoa làm sách cái bông gì đó, ông dạy theo như vậy, chỉ từ đây mấy cái đặc biệt là trong trường có những cái bộ xương giả hay cái gì đó thì thôi, chứ còn có nhiều cái mà thầy cô đem được thì ông đem. Bữa đó ông dạy về con ếch, ông đem ếch bỏ trong túi ông đi, thì trước khi đi bà vợ cái cho ông khúc bánh mì sandwich, ông cũng nhét trong túi luôn. Đi dọc đường không thấy đi vô trong lớp, tôi quên rồi. Thì trong lớp mà ông giảng mà hồi hôm nay mình xào thịt con ếch à, thầy có đem qua ra cho mấy em đây, bây giờ lên đây tập trung rồi mình mổ con ếch rồi mình coi. Thì lúc ông mới thò tay vô ở trong túi ông móc ra đây, quý vị biết không phải là con ếch mà là khúc bánh mì. Chẳng có suy nghĩ hồi nãy vậy quá, ngày bữa mình ăn cái gì trời. Tôi khiếp như vậy đó. Ông còn lấy tay ông vũ đáng mà, ủa nãy giải quán ông đang cái gì. Thì dĩ nhiên tôi không có dám bị ông này, nhưng mà đó là có những lúc tôi chìm sâu. Chẳng hạn như các vị mà có biết là những khi tôi giảng bài thế này tôi có thể giỡn, có đùa, có những khi tôi có cà rỡ, có, nhưng mà các vị biết tôi tập trung ghê lắm. Tôi tập trung bởi vì tôi làm sao mà tôi phải nhớ tôi vừa nói cái gì và sắp tới để tôi nói cái gì. Mà khi tôi đã chìm trong đó rồi, đó là coi như là tôi không biết cái chuồng vạch nè. Cho nên bà con thông cảm. Mà khi tôi nói gì cho bà con giận nó là tự nhiên ma nó nói, chứ mà là tôi nói. Ok, trong đạo Phật mình có cái chữ Ahara rất là hay, tức là thực phẩm. Thực phẩm. Chữ food trong đạo Phật là thức ăn. Cái từ cái tiếng Pali là Ahara là mang lại cái gì đó. Ahara nghĩa là mang lại cái gì đó, nó mang lại sự sống, cái mang lại sự sống đó. Mình thấy bên tiếng Đức cái thực phẩm á, nó là cái gì đó. Nó cũng mang cái nghĩa giống như Pali vậy. Leben là đời sống, Leben Smith là thực phẩm à, cái đem lại sự sống, cái đem lại sự sống. Nó có một cái điều xuất sắc cái đồng đạo Phật mình á, thì Đức Phật ngày dạy, ngày khi ngày nhìn về thế giới này, cái ngày có nhiều cái cách nhìn ngộ lắm. Thí dụ ngày nói rằng thế giới này á, nó là một trung kinh, nó thế giới này là một cái nghĩa trang. Vì mọi người đang chết từng phút,
thế giới này là một bàn ăn, vì từng giây chúng sinh đang đón nhận những nguồn tiếp liệu, những nguồn tiếp liệu tiêu thụ năng lượng, tiêu thụ năng lượng để tồn tại. Như nến, nến là nến là gì ta, nến là như nến phải cháy để hiện hữu. Đó, như nến phải cháy để hiện hữu. Đèn cây, đèn cây, đúng. Đó, có nghĩa rằng thì là, hoặc là mình thấy ai mà đi giết, mình thấy máy móc đó. Máy móc phải mòn hao dần để mà hoạt động. Đây là định nghĩa rất là kỳ trong đạo Phật. Cái cách định nghĩa trong kinh Phật là định nghĩa vậy đó. Máy móc phải mòn hao dần để mà hoạt động. Mình nghe câu rất là kỳ. Nhưng mà đi hỏi mấy ông kỹ sư tôi có đúng không? Đi hỏi mấy ông kỹ sư tôi có đúng như vậy không? Máy móc nó phải mòn hao dần để mà nó hoạt động. Vì cái máy nào nó sẽ lâu nó phải hư. Mà như vậy thì cái cách định nghĩa, mình có nhiều cách định nghĩa. Nó hoạt động là nó tiêu thụ năng lượng. Mà muốn có muốn tiêu thụ năng lượng thì nó phải tiếp nhận những nguồn tiếp liệu. Nó phải đón nhận tiếp liệu, tiêu thụ năng lượng. Rồi sao nữa? Nó phải mòn hao dần để mà hoạt động, để mà hiện hữu. Thì cái nguồn tiếp liệu ở đây được Phật gọi là ahara, là ahara là thực phẩm. Đấy. Tất cả những nỗi khổ niềm đau của mình nó rất cần đến những cái gọi là tiếp liệu hay là thực phẩm. Cái dòng sanh tử của mình nó cũng cần đến những nguồn tiếp liệu hay là thực phẩm. Một sợi tóc, một đoạn ngắn, cái móng tay của mình nó cũng phải từng giây nó đón nhận những nguồn tiếp liệu. Để tóc mình mỗi ngày nó phải dài ra, móng tay của mình mỗi ngày nó dài ra. Mà ở đâu nó ra vậy? Ở đâu? Nó khơi khơi là nó ra hay sao? Tại sao một cái xác chết, một xác ướt, nó không có tiếp tục mọc tóc, nó không tiếp tục nó ra móng, mà tại sao cái con người còn sống thì nó lại ra? Bởi vì con người còn sống chúng ta có những nguồn tiếp liệu. Đấy. Và những nỗi khổ niềm đau ở đời này nó cũng có những nguồn tiếp liệu. Tôi ví dụ như cái email. Sáng nay mình thức dậy, mình mở cái email mình thấy vui, thì lúc đó cái email nó là nguồn tiếp liệu cho cái niềm vui trước mắt. Sáng nay có một cú phone gọi vào làm cho mình thấy khó chịu, thì cái cú phone đó nó chính là cái thực phẩm, nó chính là cái nguồn tiếp liệu, nguồn dưỡng tố cho cái sự khó chịu đó. Như vậy thì một câu nói, một ánh mắt, một nụ cười, một trang sách, một cái website, một cú điện thoại, một cái email, một cái tin nhắn trên Facebook, trên Viber, trên Tango, tất cả những cái đó nó đều là những nguồn tiếp liệu cho cái nỗi khổ niềm đau. Và coi như là sợi tóc hay móng tay hay cả một tí nước bọt cũng phải có cái nguồn tiếp liệu. Chứ khi khơi nước bọt đâu mà nó có, ở đâu có một chút nước bọt, nó phải có một cái nguồn tiếp liệu nào đó. Cho nên trong miệng mình nó luôn luôn có nước bọt. Nói ra thì gớm thiệt nhưng nó là sự thật. Toàn bộ cơ thể mình, tại sao mình có da khô, tại sao mình có gầu, bỏ những cái tế bào chết, những cái phần da khô, những thứ đã không dùng nữa và thay thế vào đó là những cái mới. Mà từ đâu mà có được cái chuyện thay đổi này, có chuyện mà tấm cự nghinh tăng này đây, là bởi vì chúng ta có đón nhận những nguồn năng lượng mới, những nguồn tiếp liệu mới. Chúng tôi kể một cái dài dòng như vậy để các bà con thấy. Đó là đời sống này nó là dựa vào ở trong cái gì cũng có nguồn tiếp liệu hết, tinh thần hay vật chất. Còn cái đoạn Pali mà bà con nào mới vừa đưa lên đây thì tôi phải nói rõ,
là cái đoạn này là tôi đọc liếc qua thôi chứ còn tôi không có muốn, thì hôm nay nói sai thôi. Cái đoạn này thì hôm nay nói thế này: thực phẩm có bốn thứ hả? Thì trong cái đoạn này nói đó, thực phẩm có bốn thứ, thì trong đó cái thứ đầu tiên gọi là đoàn thực. Đoàn thực là những thứ gì? Achuaritapaku aharo là những thứ gì mình có thể nhai nuốt được gọi trong lòng. Thì gồm có cơm, cháo, bánh, trái, vân vân. Thì trong đây mới nói vật thực, cái đoạn Bali này nói nè, vật thực của chúng sanh trong đời nó gồm có hai thứ: thô và tế. Thô và tế. Thức ăn của loài này so với loài kia đó thì nó vi tế hơn hay là nó thô thiển, nó nặng nề hơn. Ví dụ như trong này nói đồ ăn của con cá sấu thì nó nặng nề, nó thô thiển hơn đồ ăn của con chim công. Rồi đồ ăn của con chim công thì nó nặng nề, nó thô thiển hơn hay là của con linh cẩu. Mà cái con linh cẩu thì cái đồ ăn nó thô nặng nề, nó thôi con linh cẩu. Linh cẩu, linh cẩu là cái con này nè. Cái con này rồi đi rừng đi núi mà gặp nó cũng mệt lắm ha. Rồi sẵn này cho mà con biết tên một số con luôn ha. Cơm phi lá là crocodile. Cơm phi lá là crocodile. Hay là ở trong Bali gọi chung này nha. Ở trong Bali họ gọi chung. Rồi cái con mô đó, mô đó là con chi hề, con mô đó là con cầm à. Rồi tát Atarachana là con dế nè, dế nè à, linh cẩu hả. Rồi cái con, đây cái con gì đây, hấp thí. Hấp thí là con voi hả. Hấp thí là con voi. Rồi tới gì nữa, con tập thì con không biết con gì nữa. Rồi con bò hả. Cháu quá là con bò. Rồi con gì nữa. Hết rồi. Ta chỉ kể một số con à, Sakuna là con chim. Sakuna là con chim. Rồi gì nữa. Thì trong đây kể nguyên cái đoạn Bali đó, nói chỉ so sánh thôi. Là thức ăn trong đời này đó, tùy vào cái chủng loại chúng sinh. Thức ăn của chúng sinh gồm cả tinh thần lẫn vật chất, thô và tế, do thiện hay ác nghiệp tạo ra, nhưng chung quy đều là nguồn tiếp liệu cho đời sống tinh thần hay sinh học. Đó, nó vậy đó. Sẵn biết thêm một số con nhé. Đó, thì thích, đó là tôi dịch nguyên cái đoạn Bali trên, tôi dịch xuống còn bao nhiêu đó thôi đó. Dịch còn nhiều đó thôi, dịch còn bao nhiêu đó thôi. Nè, dịch còn nhiều đó thôi. Tôi nhớ đã có ông vua. Ông vua ông hiếu học lắm mà ông già quá sức rồi. Trước khi ông chết ông nói trời đất ơi, trong trời đất này biết bao nhiêu sách vở kiến thức của nhân loại đông tây cổ kim, mà trẫm già quá sức rồi, bây giờ trẫm muốn đọc hết một lần rồi trẫm chết mà không biết sao đọc nổi. Thôi mới thành vương mấy khanh gom để làm cho trẫm mỗi cuốn một cuốn almanac. Bà con có biết cuốn này để mà trẫm đọc. Thì đúng rồi đó, thì người ta thu gom riết còn lại 8 cuốn, nó ông lắc đầu nó đọc không nổi. Gom rồi còn 4 cuốn ông lắc đầu nó đẫm đọc nổi, cuối cùng nó gom còn có 100 trang nó đọc không nổi. Người ta gom riết còn có 1 trang ông đọc không nổi, ông hấp hối rồi ông đọc không nổi. Thì có cái ông phẩm giả ông ghi xuống 4 chữ, ông ghi xuống có 1 câu thôi. Để là đông tây kim cổ
con người sinh ra để mà chết. Đó là hết trơn. Đông tài đúng là sao lãng binh tử nữa. Đông tài kim cổ, người sinh ra để mà chết. Chứ bây giờ không còn cái gì nữa, nó gọn là gọn như đó thôi. Thì nguyên cái đoạn Pali dài sọc đó, nó là dịch ra nó còn như thế. Thức ăn của chúng sanh gần cái tinh thần là một chất thô và tế do thiện ác tạo ra, nhưng chung quy đều là nguồn tiết lệ của chúng ta chất. Ok. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là ở đây Đức Phật dạy nó dạy thế này. Đó, tôi giảng nãy giờ các vị tưởng là lạc đề, nhưng thật là cái đó là cái nền để cho giảng đây. Nó giảng ra ha, là thức ăn có bốn thứ, đó là đoàn thực. Đoàn thực có nghĩa là những gì mà mình giọng vô họng mình được đó, nhai mình nuốt, mình thồn mình cán mình nhét đó, cái đó gọi là đoàn thực. Rồi cái xúc thực là gì? Xúc thực tức là cái xúc thực là tâm sở xúc, là cái sự gặp nhau giữa ba cảm và thức. Căn tức là thầy cái lục nhập là sao, là mấy giác quan á. Còn cảm tức là cái đối tượng nghe. Còn thức là cái tâm, ví dụ như nó tâm nhãn thức, là cái tâm này nó chỉ biết, nó chỉ làm việc thấy thật. Quên á, nói tới cái chỗ này mà không giải thích nó kẹt gì lắm. Rồi bây giờ giải thích chỗ này. Tôi biết bữa nay sáng nay mà tôi nói cái này ra là có thể đụng rất là nhiều người, nhưng mà không thể không nói hả? Lương tâm chức nghiệp. Ok. Tâm nói có 1, 2, 1 cũng đúng. Nói có 89 cũng đúng. Nói có 6 cũng đúng. Nói có 1 cũng đúng. Hãy nhớ cái đó. Tại sao nãy tôi nói đụng chạm là bởi nhiều người họ nghe thì họ sốc luôn. Nói, ủa tại sao mà 121 con số này đó là đâu phải con số dẫn chơi, con số chính xác là có số 1 đây là một cái chính xác rồi. Mà kéo xuống còn có 1, còn có 89 là vì sao? Là vì đang suy nghĩ kiểu biết có nền đối không? Bà con có cái bản điều chi pháp trước mặt không ta? Thôi kể gọn đi ha, kể gọn đi. Tâm thánh nhân có nhiều cách kể, kể gọn chỉ có 8 là 4 đạo 4 quả. Đó, kể đầy đủ thì nhân với 5, 2, 4 tầng thiền. Và thường á, thường là 5. Như vậy 4 tầng thánh, 4 tầng thánh là nhân cho 8 tầng chứ, 4 tầng nhưng mà lại có cái vụ đạo quả đó chứ. Nhân 2 hả? Đạo quả nó bằng 8. 8 này nè mà nhân cho 5 cái tầng thiền ấy thì nó bằng là 40 tâm, 40 tâm thánh, tâm thánh nhân, còn gọi là tâm siêu thế hả? Thì trong trường hợp đó đó thì mình thấy rằng 54 tâm dục giới, 27 tâm dục giới là tâm sải của dục á, 27 tâm táo đại, rồi 40 tâm thánh thì nó thành ra là
121 tâm. Còn nếu kể gọn á, thì tâm thánh nhân chỉ có 8. Nếu vậy á, thì 121 rút gọn còn 89. Đã. Còn tâm kể có 6 là sao? Đó, cái vụ này mới là kể gọn, cái đơn giản tâm mà trong chính tạng đó nha. Trong chính tạng Đức Phật chỉ không nhắc đến 121 hay 89. Đó, ngài mới nhắc đó, chỉ nhắc đến 3 tâm: dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hoặc 6 tâm máu đơn nhãn thức, rồi tới là ý thức, hoặc chỉ một tâm là sự biết cảnh. Chỉ là sự biết cảnh thôi. Ừ, chính tại mà chỉ nói đến nó chỉ còn cái chuyện mà 121 hay 89 là của mình sau này, mà không phải là sai, mà do mình phân tích, các vị thánh phân tích ra cho mình hiểu. Các vị A La Hán phân tích ra, những vị này đắc tứ tuệ phân tích nha, là thánh nhân mà tứ tuệ phân tích, các vị phân tích cái lời Phật ra cho mình hiểu, chứ không phải là cái này là chế không hiểu. Cái này nè, ông nội mình chết để lại cho mình 8 con giường và 12 con ruộng, thì mình là một đứa bé mà chỉ biết ruộng là ruộng, mà giường là giường, chỉ vậy thôi. Rồi mấy chú bác của mình á, mấy cho mình biết nè, mấy công vườn này nè, cái này là cam nha, cái clip này là clip cam sầm nha, cái này là cam mật nha, cái này là quýt nè, cái này quýt, cái này là thanh long nè, cái này nhãn da bò nè, cái này là long nhãn nè nha, rồi cái này đó là chôm chôm, cái này là sầu riêng nè, cái này măng cục nè, cái măng cục này đó là nó maximum nó sống được bao lâu, chiều cao nó là khoảng bao nhiêu, rồi trồng từ hột mà lên trái, lên cây á thì bao lâu mới có trái, sầu riêng là sao làm sao làm sao. Tức là mấy trong tích là nó ủa nó ông ở trong di chúc ông nội đâu có kể mấy vụ này hết trời. Ở trong di chúc ông nội chỉ để là bao nhiêu con ruộng, bao nhiêu con vườn, nhiều lắm thì ông nội có nói thêm là vườn có bao nhiêu liếp, bao nhiêu mương, rồi ruộng thì có bao nhiêu là đất gò, có bao nhiêu đất trũng, vậy thôi, chứ nội đâu có nói gì đâu mà chôm chôm măng cục sầu riêng tùm lum tà la. Thì cái phần là phần của chú bác, người ta thấy mình ta muốn nói cho mình biết thêm, thấy mình nhỏ thì ta nói mình biết thêm, nó cứ vườn nó vậy vậy đó, bên sâu nên vậy đó. Còn trong di chúc thì ông nội chỉ nói vậy thôi, ông nội chỉ nói là tao đi tao để lại nó mấy con vườn, cái công đất cho con cháu đời sau vậy đó, vậy thôi. Phải hiểu cái đó. Thì ở đây đó là tâm thời Đức Phật thì nó gọn lắm. Và lý do tại sao là đời xưa đâu có chữ, đâu có sách báo gì đâu, nói cái gì nó đơn giản như người ta nha, chỉ nói miệng đâu, chỉ nói miệng thôi, nó đơn giản người ta nhớ. Thì tâm chỉ nói có 6 là hồi nãy tôi nói rồi, là toàn bộ vũ trụ chỉ là 12 xứ. Chữ xứ thì mới hiểu làm sao. Gồm những gì? Gồm 6 căn và những gì là đối tượng của 6 căn. Hết. Toàn bộ vũ trụ chỉ là 12 xứ, gồm 6 căn và những gì là đối tượng của 6 căn. Nãy tôi nói rồi, xa lắc xa lơ, ngang trùng viễn xứ, như là những ngôi sao tích ở trên trời thẳm. Thì nó cũng là cảnh sắc
gọi là cảnh pháp. Cảnh pháp tức là những cái mà mình có thể suy tư trong đầu của mình ấy. Rồi còn lại là ao hồ, sông rạch, con người, chim muôn thú vật, cây cỏ, đất đá, cái gì với nữa nó cũng nằm ở trong sáu cảnh này. Thì trong sáu cảnh nó có cái thì phải biết bằng mắt, có cái là biết bằng lỗ tai, có cái biết bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân, bằng ý, bằng cái tâm của mình ấy. Thì như vậy đó, thì Đức Phật nói về tâm là chỉ có sáu thôi, đó là tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý, ý thức. Nhưng có trường hợp ngày chỉ nói tâm có một thôi, thì đó là sự biết. Lúc nào cái tâm mà nó biết cảnh sắc thì mình gọi đó là tâm, tâm nhãn thức. Khi nào mình biết cảnh thanh thì gọi đó là tâm nhĩ, nhĩ thức. Và trong A Di Đàm cũng có xác nhận chuyện đó, tức là tâm là chỉ có một thôi, nhưng mà tùy vào cái cảnh mà nó biết, tùy vào cảnh và tâm sở đi cùng, ta gọi đó là tâm gì. À, tùy vào cảnh và tâm sở đi cùng, người ta gọi đó là tâm gì. Ví dụ như bây giờ đó là mình thấy, mình nhìn cái cảnh nào đó, mình nhìn cái cảnh nào đó rồi mình bực mình đó, rồi mình nhìn cái cảnh nào đó mà mình thích đó. Thì cái lúc thì mình gọi đó là tâm tham, có lúc mình gọi là tâm sân. Mà gọi là tâm tham là bởi vì trong tâm đó nó có tâm sở tham đi cùng, tham hoặc là tại kiến, ngã mạn. Còn cái gọi là tâm sân là bởi vì trong đó có sân tật lẫn hối. Nhưng cái cũng cái cảnh đó thôi, nhưng mà nó cho cái tùy vào cảnh thì còn cái tâm sở đi cùng nó còn. Trong trường hợp cũng cái cảnh đó mà tâm sở khác nhau, chẳng hạn như hồi nãy tôi mới nói đó, cũng cảnh đó mà mình thấy lúc khó chịu thấy dễ chịu, thì lúc trường hợp này á, thì gọi là do tâm sở đi cùng mà gọi là tâm gì. Còn cảnh là sao? Ví dụ như là cảnh là cảnh niết bàn, tâm biết cảnh niết bàn thì gọi là tâm siêu thế. Tâm biết cảnh dục, cảnh sắc giới thì gọi là tâm sắc giới. Tâm biết cảnh vô sắc giới thì gọi là tâm vô vô sắc giới. Như vậy thì có hai cái chủ dựa để gọi tên tâm, một là cảnh, hai là tâm sở đi cùng. Tùy trường hợp mà hiểu nha, tùy trường hợp mà hiểu. Thì nãy tôi giảng cái gì à, đúng rồi, tôi đang giảng chữ tâm. Chữ tâm, cho nên ở đây phải nhớ chữ đó, phải nhớ chỗ này, có nghĩa là đoàn thực á, xin lỗi phải nhắc lại nữa, có nghĩa là toàn bộ đời sống của mình nên là nó là một cái bàn ăn, có nghĩa là chúng ta luôn luôn nhờ đến những cái nguồn tiếp liệu để mà tồn tại, giống như người ta đang ngồi trong một bàn ăn vậy đó. Thì cái tấm thân sinh học của mình ấy, tấm thân sinh lý của mình phải nhờ đến cả các thứ cơm, bánh, rau, trái, thịt, thà, đồ chay, đồ mặn, vân vân. Thì cái đó được gọi là đoàn thực. Còn cái xúc thực á, tức là cái sự gặp nhau giữa căn cảnh và thích, cái này cũng gọi là một. Rồi thôi ngừng ở đây nha, đủ rồi, hai tiếng hồ đủ rồi, cảm ơn. Cảm ơn cái nhân vật này, đúng là bạn lành nha. Thì phải cho mình cái đồng hồ chứ, phải cho cái đồng hồ, mệt lắm. Bữa nay cuối tuần, bữa nay cho tới cái ngày mà tôi là bực chân tu nè. Chân tu là tôi biết chân nè, bữa nay là vừa tăng chân tu mà vừa tăng gô đó, tăng gô là ông sư đi á. Tăng gô là ông sư đi, bữa nay tôi đeo ba lô rồi làm cái bánh mì. Nhờ tao làm cái bánh mì rồi, nay là cái tăng gô, ngày thứ bảy hôm nay tôi quý vô. Xin chào đại chúng, thứ bảy hôm nay tôi quý vô. Xin chào đại chúng, thứ bảy hôm nay tôi quý vô. Xin chào đại chúng, thứ bảy hôm nay tôi quý vô. Xin chào đại chúng, thứ bảy hôm nay tôi quý vô. Xin chào đại chúng, thứ bảy hôm nay tôi quý vô. Xin chào đại chúng, thứ bảy hôm nay tôi quý vô. Xin chào đại chúng, thứ bảy hôm nay tôi quý vô. Xin chào đại chúng, thứ bảy hôm nay tôi quý vô. Xin chào đại chúng, thứ bảy hôm nay tôi quý vô. Xin chào đại chúng, thứ bảy hôm nay tôi quý vô. Xin chào đại chúng, thứ bảy hôm nay tôi quý vô. Xin chào đại chúng, thứ bảy hôm nay tôi quý vô. Xin chào.